Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin mời cô Thủy Tiên lại để thưa chuyện với quý vị khán thính giả. Theo thông lệ mà mỗi khi chúng tôi mời một ca sĩ mới đến với trung tâm Thúy Nga thì chúng tôi muốn ca sĩ đó hầu chuyện quý vị trong giây lát. Trước hết xin chào chú Ngạn và xin Thủy Tiên xin kính chào tất cả quý vị. Lúc nãy cô diễn tả cái bài hát thì có lẽ rằng là nó cũng vì cái nét mặt, vì cái cách diễn tả cho nên là khán giả chưa thấy cô kỹ lắm. Bây giờ cô đứng yên đây, cô không nói thì cô nở một nụ cười thôi sao? Cô ơi, bây giờ thế này nhé, được biết là cô mới đến với trung tâm Thúy Nga lần đầu. Cô qua Mỹ định cư hồi nào vậy? Dạ, xin thưa là Thủy Tiên qua Mỹ được vài tháng. Được vài tháng, cô đi bằng cách nào, ai đưa cô sang? Dạ thưa là trước đó là ba của Thủy Tiên là sĩ quan đi theo diễn HO và Thủy Tiên được đi là theo diễn đoàn tụ gia đình. Tức là cô mới qua có 4 tháng đã từ Mỹ qua đây, vậy là cô có cái đường du lịch cô cũng tốt. Bây giờ, nhưng mà nhìn cô hát như vậy thì chắc là quý vị cũng nhận thấy là đây không phải là hát lần đầu. Hát lần đầu thì hát không được như thế này. Từ giọng ca, từ cái chất giọng cho đến phong cách trình diễn, chắc chắn là cô đã phải hát ở Việt Nam lâu rồi. Dạ, cảm ơn chú. Dạ vâng ạ. Thế thì bây giờ tôi chỉ xin hỏi cô có một câu thôi. Cái cảm nghĩ, bởi vì 4 tháng thì nó quá mới đối với một người mới từ giã Việt Nam, thì cái sân khấu của trong nước và cái sân khấu của hải ngoại như thế này, cô bước lên đây là lần đầu tiên, cái cảm xúc của cô như thế nào? Xin thưa là cảm xúc của Thủy Tiên khi được lần đầu đứng trên sân khấu Paris by Night thì rất là xúc động. Nói chung mọi cái thì ở Việt Nam Thủy Tiên cũng đã đi hát được vài năm. Qua đây, một cái điều mà Thủy Tiên lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng mà sau đó Thủy Tiên được cái sự đồng tình ủng hộ của các anh chị em nghệ sĩ cho nên cũng vững tin, và Thủy Tiên mong rằng cái điều còn lại là Thủy Tiên xin được nhận cái sự ủng hộ của quý vị sắp tới. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cô và xin thay mặt cho đại gia đình Thúy Nga chào đón cô cũng như là chúc cô tất cả những điều may mắn trên con đường nghệ thuật sắp tới. Xin cảm ơn chú Ngạn và cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, mời Đan Hồ. Thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Phiến Đá Sầu của nữ nhạc sĩ xứ Huế Diệu Hương, một tác phẩm mà quý vị thấy chẳng những giai điệu đã hay mà lời ca rất là trau chuốt. Chúng tôi hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ được thưởng thức thêm nhiều nhạc phẩm giá trị của nhạc sĩ Diệu Hương. Thưa quý vị, hôm nay mà sở dĩ chúng tôi mời Đan Hồ đến đây là tại vì cũng là trong cái dòng thời gian như chúng tôi vừa kể với quý vị là 10 năm trước khi chúng tôi vào làm cuốn Paris by Night 17, thì bây giờ nhìn lại một cái chặng đường 10 năm tuy không dài lắm, nhưng mà chúng tôi ngoài những nghệ sĩ tăng cường mà thì những nghệ sĩ mà gắn bó thường trực với Thúy Nga thì hôm nay từ Paris by Night 17 cho đến hôm nay là Paris by Night 63 thì chúng tôi thấy còn Đan Hồ với Bảo Hân. Thì lúc nãy là Kỳ Duyên đã nói chuyện với Bảo Hân và chúng tôi mời Đan Hồ tới để nhắc lại một đôi cái kỷ niệm cũ. Thì cái chặng đường 10 năm mà em gắn bó với Thúy Nga thì bây giờ nếu nhìn lại thì em thấy những cái cảm xúc như thế nào, và trong cái tiến trình đó em có thấy nhiều sự thay đổi trên cái đường văn nghệ của cá nhân em cũng như là với trung tâm Thúy Nga hay không? Dạ thưa anh, trước tiên anh cho phép em xin được kính chào tất cả quý vị và chào anh. Dạ thưa anh nói em cộng tác với Paris by Night 12 năm rồi, em mới sực nhớ ra là anh cho em được cái phép. Đầu tiên là xin cảm ơn tất cả quý vị ở đây và tất cả quý vị đang coi chương trình Paris by Night. Tại vì từ cái lúc mà em bắt đầu đi hát thì em không có nghĩ em sẽ trở thành ca sĩ. Và cái lúc mà trở thành ca sĩ rồi thì em sẽ không có nghĩ là 12 năm sau em sẽ có dịp đứng đây trước mặt quý vị và đứng cạnh anh. Thành ra cái việc mà em đang được đứng ở đây hôm nay là nhờ tất cả sự yêu mến của tất cả quý vị, và Đan Hồ xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Dạ,
Dạ thưa anh, thì cũng giống như là tất cả quý vị nào mà nếu mà chúng ta có dịp mà theo dõi thường xuyên những chương trình âm nhạc của hải ngoại thì em nghĩ là không những em nhận thấy mà tất cả chúng ta đều nhận thấy là nền âm nhạc hải ngoại trong vòng nhất là từ những cái lúc mà em được tham gia vào chương trình Paris by Night thứ 12 cho tới bây giờ thì nền âm nhạc nói chung và trung tâm Thúy Nga nói riêng có những bước tiến rất là nhảy vọt. Tại vì em nhớ những cái lúc mà em được tham gia vào chương trình Paris by Night 12, lúc đó thì chương trình rất là hay. Nhưng mà em nghĩ là cái lúc đó là mình, chúng ta qua Mỹ một thời gian, tất cả mọi người còn đang phải vật lộn với đời sống. Thành ra lúc đó cái âm nhạc, mình cần những cái thưởng thức vào cuối tuần mình ở nhà để có cái gì, có cái hình ảnh nhấp nháy, có người Việt đứng đó hát để mình thoải mái những cái dịp cuối tuần. Nhưng mà cho tới bây giờ thì cuộc sống của chúng ta với những người đã đi từ lâu rồi thì đã bắt đầu ổn định và con cái cũng đã bắt đầu lớn lên bên này. Thì cái mình đòi hỏi những cái, mình coi phim Mỹ, mình coi âm nhạc của Mỹ, thành ra mình đòi hỏi những cái nó phải tiến bộ hơn, nó phải cái technology nó phải đi lên nhiều hơn. Và trung tâm Thúy Nga thì em thấy đối với một cái người nghệ sĩ trình diễn, những cái gì mà Don hỏi trung tâm, nếu mà trung tâm làm được thì trung tâm sẵn sàng cho những người ca sĩ của tụi Don có được cái cơ hội để mà sử dụng những cái creativity, là những cái sáng tạo của mình. Vâng, thưa quý vị, đúng ra đó thì giá mà có nhiều thì giờ thì chúng tôi muốn Don Hồ thưa chuyện với quý vị, phải nói là tâm sự với quý vị, bởi vì cái bước đầu Don Hồ vào Paris by Night còn trước tôi cả 2 năm, mà khi tôi vào năm 92 thì lúc đó mọi sinh hoạt văn nghệ còn rất là đơn giản, và thậm chí là khi trung tâm Thúy Nga mời chúng tôi sang thì lúc đó còn chưa có hotel để ở nữa. Anh em chúng tôi là chen chúc trong những cái phòng nhỏ mà thôi. Và bây giờ thì dĩ nhiên là cái sinh hoạt nó phải tiến lên. Đó là sự đóng góp của quý vị khán thính giả, như là Don vừa nói, của nghệ sĩ và của trung tâm đã hỗ trợ tất cả những sáng tạo của nghệ sĩ chung với trung tâm để có những tác phẩm lớn như ngày hôm nay. Thay mặt cho trung tâm Thúy Nga, xin cảm ơn Don Hồ. Em nói là cái ngày đi hát em không hy vọng là sẽ đứng lâu như thế này. Nhưng mà sự thực ra quý vị cũng nhận thấy Don Hồ có một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và cách đây 12 năm thì chúng ta cũng phải nhận thấy rằng cái lối trình diễn của Don lúc đó quả thực là mới mẻ. Có lẽ bây giờ nhìn lâu lâu thì thấy nó quen rồi, nhưng mà lúc đó thì lối trình diễn của Don mới mẻ lắm, nên được các bạn trẻ rất là yêu mến. Anh thân chúc em tất cả những điều may mắn và mong rằng khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ em như những ngày đã qua. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, sở dĩ mà chúng tôi mời Như Quỳnh tới hầu chuyện quý vị là bởi vì qua một cái màn trình diễn mang tính cách văn hóa rất là sâu sắc, một hình ảnh một vị chân tu Phật giáo là một trong những tín ngưỡng lớn nhất gắn liền với văn hóa dân tộc, và cái hình ảnh của vị chân tu đó cho thấy một cái sự nhẫn nại, sự kiên trì bền vững. Và hình ảnh của vũ công, như chúng tôi thưa quý vị lúc nãy, là cái bước tiến của người giao chỉ, của người Việt Nam buổi sơ khai phấn đấu để trường tồn. Và lúc nào chúng ta cũng gắn liền với đồng ruộng, với lúa gạo, bởi vì chúng ta là con cháu vua Thần Nông. Chúng tôi được biết là đối với một cái màn như vậy thì Như Quỳnh đã rất là vất vả để phối hợp với vũ công. Thì tiện đây thì cháu cho biết là khi cháu hát một bản tình ca và khi cháu trình diễn một tiết mục nghệ thuật như thế này thì cái cảm nghĩ nó như thế nào? Dạ, trước tiên Như Quỳnh xin trân trọng kính chào đến quý thính giả thân mến của trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Xin cảm ơn quý vị. Để trả lời câu hỏi của chú Ngạn thì là thật sự ra quý vị thấy một tiết mục mình chỉ xem qua có 5 phút thôi hoặc là 7 phút thôi, nhưng mà cái sự dàn dựng rất là công phu. Đương nhiên về cái bài hát và cái ý kiến dàn dựng là do trung tâm Thúy Nga đã kết hợp và dàn dựng tiết mục này. Ngoài ra Như Quỳnh cũng được xin được nói thêm sự góp mặt rất là nhiều người, đó là các vũ công cũng như là thầy dạy múa là cô Shonda đã dàn dựng, và các chuyên viên âm thanh, kỹ thuật, ánh sáng,
cho đến tất cả những người lặng lẽ làm việc âm thầm sau sân khấu, cho đến những người làm tóc, trang điểm, quần áo và phối bè, hòa âm, rất là nhiều người. Và bên cạnh đó còn những cái dòng bè của các bạn đồng nghiệp của Như Quỳnh nữa. Nếu kể tên ra thì chắc có lẽ là nhiều lắm. Như Quỳnh xin được nói tóm tắt. Và thật sự qua ca khúc này, Như Quỳnh xin được tri ân và cảm ơn Trung tâm Thúy Nga cũng như tất cả những người bạn đồng nghiệp và những người đã âm thầm giúp đỡ cho Như Quỳnh. Thưa quý vị, cái lý do thứ hai mà chúng tôi mời Như Quỳnh là bởi vì như một cuốn Parivena trước đây chúng tôi có, thưa với quý vị, là Như Quỳnh đã được một hãng đĩa nổi tiếng ở bên Nhật mời cô sang thu đĩa, và cách đây mới đúng 10 ngày phải không cháu? 10 ngày thì Như Quỳnh đã trở lại Nhật để mà ra mắt cái CD có hai bài của cháu phải không? Dạ, một nửa bài thôi ạ. Một nửa bài thôi hả? Dạ. Thì bây giờ cháu nói về cái kỷ niệm chuyến đi đó. Dạ, thưa chú và thưa chị cũng như thưa quý khán giả, thật sự ra thì đây là một cái niềm vui lớn đối với Như Quỳnh trong cuộc đời đi hát. Đã được công ty Victor và Toho Production ở Nhật đã có ý định làm một cuốn CD single gồm hai ca khúc với cái chủ đề là Ameno Yokohama, tạm dịch là mưa, Yokohama trong mưa. Ame có nghĩa là mưa và Yokohama là một địa danh của nước Nhật. Và Như Quỳnh được song ca với một người nam ca sĩ Nhật, đó là Ryo Sasaki. Thì hy vọng thì đây là một cái đường hướng. Và Như Quỳnh không biết phải nói sao, mình cứ thử như vậy là tốt. Cái địa danh mà Như Quỳnh vừa nhắc đến nó là một cái cảng của cháu. Dạ. Là một cái hải cảng mà có gắn liền với lịch sử Việt Nam, là chỗ là trước đây cụ Phan Bội Châu khi mà đưa ra phong trào Đông Du, tức là đưa thanh niên Việt Nam trí thức sang du học ở bên Nhật, thì tất cả đều là cập bến ở cái cảng đó. Và cái cảng đó là cái bài hát mà Như Quỳnh thâu đĩa mới đây. Thưa quý vị, Kỳ Duyên có một câu hỏi là chắc là những cái bài hát đó là thâu bằng tiếng Nhật phải không? Hay là tiếng Anh? Dạ thưa chị, bài hát được thâu bằng tiếng Nhật. Vậy thì Như Quỳnh, Kỳ Duyên biết là không biết nói tiếng Nhật. Vậy khi mà Như Quỳnh tập hát một cái bài đó, hay là làm sao mà Như Quỳnh, thứ nhất là về cái lối phát âm, làm sao Như Quỳnh học được, và cái thứ nhì là làm sao mà để hiểu cái bài, để diễn tả được qua cái giọng hát? Dạ thưa chị, bắt đầu một cái công việc mới thì đương nhiên rất là khó, nhưng mà cũng may là Như Quỳnh chỉ mới được tập dượt nửa bài thôi, cũng được một người thầy cũng hướng dẫn và tập phát âm cho. Lúc đầu thì hơi khó một chút, nhưng mà sau rồi cũng dần dần quen. Đương nhiên thì mình không có phát âm rõ bằng người bản xứ rồi. Thôi bây giờ Như Quỳnh hát thử một câu nhỏ bằng tiếng Nhật thôi được không? Có được, họ có cho phép hát đấy không hay là không được? Đâu có, Như Quỳnh thử một câu coi, Kỳ Duyên nghe coi có đỡ hơn cái tiếng già mà ha của Kỳ Duyên không? Này là tiếng Nhật bậy, giờ nghe tiếng Nhật thiệt thử coi. Xin phép chú và chị cũng như là quý thính giả, khán giả gần xa cho Như Quỳnh được hát một câu nhỏ thôi, ngắn trong cái bài Ameno Yokohama. Cái phần của Như Quỳnh thuộc thôi. Nakase ta unna no kasu dake chui de yoasete hoshii no kunya dake. Xin cảm ơn quý vị. Nhạc Nhật thì thấy nó có nhiều cái đoạn nó cũng giống nhau. Cô hát cái thì tôi nhớ ngay là mùa xuân sang có hoa anh đào, rồi quanh năm có hoa anh đào. Thì nhưng mà thưa quý vị, là Như Quỳnh cũng tâm sự trên cái con đường mà đi lưu diễn chung, thì cô vẫn coi đây chỉ là một cái kỷ niệm thôi, chứ nó không, chưa dám hy vọng đó là một cái bước ngoặt để mà trình diễn cho khán giả Nhật. Nhưng mà thưa quý vị, là ở bên Nhật quý vị cũng biết là chúng ta có khoảng 10.000 người Việt Nam. 10.000 người Việt Nam thì ở rất là rải rác trên toàn quốc. Thành thử ra mỗi khi mà nghệ sĩ ở bên này đi sang trình diễn như Như Quỳnh thì tập trung được đông lắm, một buổi văn nghệ là tối đa là tới 700 người. 700 người là đã thấy là quá đông rồi. Nhưng mà cái nét văn hóa của Nhật là bây giờ người ta tìm hiểu văn hóa Việt Nam rất nhiều. Cho nên là ngoài cái kimono là đặc biệt của họ thì họ cũng bắt đầu mặc áo dài nhiều phải không chắc? Thì các thiếu nữ Nhật mặc áo dài rất là nhiều. Như bên Nhật thì
Chúng tôi nói chuyện với Như Quỳnh, chúng tôi mới khám phá ra là bên Nhật nó cũng có một vài cái điểm vui. Người ta có thể gọi là 4-0 hay là 5-0 gì đó. Thí dụ như bên Nhật, trước đây người ta không có họ. Chỉ những người quý tộc mới có họ. Còn thí dụ như người bình dân sinh ra đặt tên là 3-4-5 hay là đặt là Ngạn hay là Quỳnh hay là Duyên là thôi, chứ không có họ. Về sau này người ta thấy vấn đề hộ tịch khó khăn quá thì bắt đầu mới có họ, để họ tự đặt ra họ của họ, để lấy họ Nguyễn họ gì đó. Dĩ nhiên là không phải là họ Nguyễn hay họ Lê của mình, nhưng mà một cái họ tương đương. Cái thứ hai là ở bên đó nhà không có số. Tức là trước đây người ta vẽ một cái bản đồ thì bản đồ nó lớn lắm chứ không bản đồ nhỏ. Tức là số nhà 15, 16 thì nó không có. Mà nhà nó để luôn tên, thí dụ nhà Kỳ Duyên. Nhà Nguyễn Hồng Ngạn nó vẽ luôn ở cửa như thế, chứ không có số. Và người ta trồng đa số các loại hoa của Nhật là hoa không có hương. Tức là hoa rất là đẹp nhưng không có mùi thơm. Cho nên là khi người ta bưng một bình hoa đến người ta tặng mình thì người ta phải xịt nước bông Chanel vào là người mới tặng mình. Bây giờ thì nó đổi đi, nhưng mà hồi đó thì người ta đặt những cái đó là cái đặc biệt của nước Nhật, là có nhiều cái không lắm. Nhưng mà thưa quý vị, như quý vị vừa thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Quỳnh, cô cũng là một trong những cái nét đặc biệt mà chúng ta thường thấy trên băng Paris by Night. Với cái ngoài cái giọng hát quý vị yêu mến, còn có một cái tài diễn tả, một cái tài múa, và đặc biệt là có một cái nét thùy mị biểu tượng cho một thiếu nữ Việt Nam. Chú xin thay mặt trung tâm Thúy Nga và chúc cháu tất cả những sự thành công trong tương lai. Xin cảm ơn chú, chị Kỳ Duyên và khán thính giả gần xa. Và nhân đây Như Quỳnh xin được cảm ơn và tri ân đến tất cả những người bạn Việt Nam và những người Nhật tại Nhật cũng đã hết lòng ủng hộ cho Như Quỳnh. Và đặc biệt không quên cảm ơn tới khán thính giả thương mến đã ủng hộ cho Như Quỳnh suốt bao nhiêu lâu nay. Xin được tri ân. Arigato. Xin mời Trần Thái Hòa tới thưa chuyện với quý vị. Trần Thái Hòa xin kính chào quý khán thính giả của Paris by Night. Chào chị Kỳ Duyên, chào chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Thưa quý vị, là chắc hẳn quý vị cũng nhớ là Trần Thái Hòa xuất hiện trên Paris by Night một đôi lần, và đặc biệt là qua hai bản nhạc Đường Em Đi của nhạc sĩ Phạm Duy, và mới đây là bản Cô Láng Giềng, đã tạo được cái sự chú ý đặc biệt cũng như lòng cảm mến của quý vị dành cho Trần Thái Hòa. Thì chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi mời Trần Thái Hòa tới hầu chuyện quý vị đôi chút. Chú nhớ là lần đầu tiên chú nhìn cháu trên video. Thưa quý vị, là tôi lần đầu tiên tôi nhìn Trần Thái Hòa trên video thì tôi nghĩ ngay trong đầu, tôi bảo công nhận là Trần Thái Hòa rất đẹp trai, không có thua gì tôi lúc cái còn trẻ. Nếu mà như vậy thì Kỳ Duyên phải chia buồn với Trần Thái Hòa, là tại vì nói như vậy có nghĩa là lớn lên Trần Thái Hòa cũng giống anh Ngạn đó. Thưa quý khán thính giả, thưa chị Kỳ Duyên, thì em nghĩ là phái nữ thì lúc nào cũng là phái đẹp hết, không kể là già trẻ lớn bé, lúc nào cũng được gọi là phái đẹp. Nhưng mà còn đàn ông như tụi em thì tới cái tuổi của chú Ngạn đó thì ai cũng xấu như nhau. Quý vị thấy Trần Thái Hòa còn có một cái điểm rất dễ thương là thật thà, nghĩ sao nói vậy. Bây giờ Kỳ Duyên hỏi Trần Thái Hòa là Trần Thái Hòa thực sự là bắt đầu làm việc với trung tâm Thúy Nga từ bao lâu rồi? Thưa quý khán thính giả, thưa chị Kỳ Duyên, lần đầu tiên Trần Thái Hòa lên những cái video ca nhạc của Paris by Night là bắt đầu từ cuốn video số 60, song ca với nữ ca sĩ Trúc Quỳnh. Nhưng mà đó không phải là lần đầu tiên Trần Thái Hòa làm việc với trung tâm Thúy Nga. Trước đó thì Trần Thái Hòa đã có làm việc, nhưng mà chỉ là làm undercover thôi. Undercover có nghĩa là sao? Là làm lén đằng sau lưng nữa hả? em không biết là chị Kỳ Duyên có còn nhớ không, nhưng mà trong cái cuốn Paris by Night số 57 thì phải, không biết là hồi đó chị Kỳ Duyên ân oán giang hồ như thế nào, nhưng mà trước cái show đó thì lại bị một cái nhóm du đảng bắt cóc. Cho nên em chính là cái người mà phải điều tra về cái vụ án đó và giao trách nhiệm cho chú Ngạn đi cứu chị Kỳ Duyên. Có nghĩa là Trần Thái Hòa là cái giọng nói của trong cái tape, giống như là Charlie's Angel, mà cái giọng cái ông mà đưa ra chỉ thị để anh Ngạn đi cứu đó. Dạ thưa, đúng rồi. Vâng, dạ. Chắc là quý vị còn nhớ cái trong cuốn 57 ở Long Beach phải không? Thì cái phần đầu chúng tôi có làm một cái opening,
Cái phần đầu là cô Kỳ Duyên bị bắt cóc và tôi là một người hùng. Người hùng già đi cứu cô Kỳ Duyên. Nhưng mà hóa ra bây giờ chính tôi và cô Kỳ Duyên bây giờ mới biết là Trần Thế Hòa là người đọc ở trong cái tape, cái giọng, cái discard, cái CD để chúng tôi nghe được cái lệnh là đi cứu cô Kỳ Duyên. Không biết là Trần Thái Hòa đọc là đúng, tại vì nghe trong cái giọng, trong cái tape đó, thấy Trần Thái Hòa có một cái giọng già dặn của một người lớn tuổi hơn nhiều. Như vậy thì thật ra cái giọng nói của anh Ngạn cũng hay và giọng nói của Trần Thái Hòa cũng hay. Thành ra hai người có cái nét giống nhau, chỉ khác là Trần Thái Hòa mặt trẻ mà giọng già, còn anh Ngạn thì cả mặt và giọng đi chung với nhau. Thưa quý khán thính giả, thưa chị Kỳ Duyên cũng như là chú Ngạn, thì tiện đây thì có một điều Trần Thái Hòa cũng muốn confess một chút là, thưa chị Kỳ Duyên, trước kia thì Hòa chỉ có biết chị trên video thôi, chứ chưa có bao giờ có được cái dịp gặp chị ở ngoài cả. Nhưng mà nếu như mà biết chị Kỳ Duyên ở ngoài mà xinh như vậy đó thì chắc là lúc đó tự Hòa đi cứu chị Kỳ Duyên chứ không còn nhờ tới chú Ngạn. Em đã nói là Trần Thái Hòa thật thà lắm mà. Không, nhưng mà quý vị, Kỳ Duyên cũng xin nói để quý vị hiểu rõ là Trần Thái Hòa gọi Kỳ Duyên là chị Duyên là vì phép lịch sự thôi. Chứ thật ra ở ngoài thì Duyên cũng không có lớn hơn là bao nhiêu tuổi đâu. Vâng, xin cảm ơn Trần Thái Hòa nhiều. Cái câu mà Trần Thái Hòa nói khen cô Kỳ Duyên đó, sự thực ra là tôi chỉ chứ không phải là nghĩ ra được. Một lần nữa xin chào mừng Trần Thái Hòa vào với đại gia đình Paris By Night. Và nếu được thay mặt Trung tâm Thúy Nga, anh chị em nghệ sĩ cũng như là quý vị cho phép, thì xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất về những sự thành công trong những ngày sắp tới. Cảm ơn quý ngài. Xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa thưa quý vị, nam ca sĩ Lương Tùng Quang. Tùng Quang xin thân ái kính chào toàn thể quý vị cũng như chú Ngạn và chị Kỳ Duyên. Thưa quý vị, là quý vị cũng biết là Lương Tùng Quang từ bên Úc trước đây, có phải? Dạ vâng. Cháu đứng xích lên chút. Dạ vâng. Trước đây là Lương Tùng Quang định cư ở bên Úc, rồi bây giờ thì sinh hoạt văn nghệ thì cháu dọn qua bên này hay sao? Dạ vâng, cháu vừa dọn sang Mỹ. Duyên có một câu hỏi này, là tại vì lần đầu tiên Duyên coi Tùng Quang ở trên video, thì lúc đó Duyên ngồi coi với một nhóm mấy người bạn, thì khi mà vừa chiếu lên cái hình ảnh của Tùng Quang chưa hát một câu nào, thì có mấy người bạn, cái câu đầu tiên là người ta nói: "Trời ơi, anh này là ai mà đẹp trai vậy?" Đó là như là một cái phản ứng tự nhiên và đầu tiên của khán giả. Thường thường thì chúng ta chỉ nghe nói rằng: "Ồ, cô ca sĩ nào đẹp như vậy?" Ít khi nghe khen một người đàn ông mà phải bật lên khen như vậy. Và tất nhiên Kỳ Duyên sau này lại thấy rất nhiều người phải công nhận. Thì Tùng Quang nghĩ sao khi mà nghe người ta khen mình đẹp trai? Tùng Quang nghĩ về những câu nói làm sao, hay là có nghĩ về mình làm sao khi nghe những câu nói đó? Thưa chị Kỳ Duyên, chú Ngạn cũng như quý vị, đó là sự thương yêu của quý vị dành cho Tùng Quang. Tùng Quang cũng cảm ơn. Chứ thật ra Tùng Quang không dám nhận mình là người đẹp trai. Quý vị cũng biết là ở bên Mỹ, khi mà một người đứng trên sân khấu trình diễn, ca hát thì không phải chỉ có cái giọng hát không. Quý vị thấy những sự thành công rực rỡ của Madonna, của Britney Spears là một sự tổng hợp từ ca hát tới lối trình diễn, và đặc biệt là cái hình thức bề ngoài. Càng ngày quý vị thấy những ca sĩ quốc tế là họ tập thể thao cho thân hình thật đẹp, họ rất chú trọng về cái bề ngoài. Vậy với Tùng Quang đã được mệnh danh là một ca sĩ đẹp trai, thì Tùng Quang nghĩ là cái yếu tố nào cần thiết hơn khi mình đứng trên sân khấu, là cái giọng hát hay là cái bề ngoài? Thưa chị, chú Ngạn cũng như tất cả quý vị nơi đây, theo Quang thì nếu chọn con đường ca hát thì Quang cảm thấy giọng hát là yếu tố đi đầu cho cái nghề của mình. Bên cạnh đó, nếu trời cho thêm được ngoại hình thì Quang cảm thấy đó là cái bonus. Và Quang cũng còn cảm thấy thêm là ngoài hai yếu tố đó thì sự may mắn cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của một người ca sĩ.
Very nicely put. Xin cảm ơn Lê Tùng Quang và thay mặt cho Thúy Nga cũng như anh chị em nghệ sĩ là đón tiếp Lê Tùng Quang trên Paris By Night, và hy vọng là cháu sẽ còn xuất hiện thường xuyên. Chú xin chúc cháu tất cả những điều may mắn trong những ngày sắp tới. Tùng Quang cũng xin được mượn nơi đây để gửi một vài lời cảm ơn đến toàn thể quý vị nơi đây. Quý vị cũng biết, chú Ngạn và chị Duyên, Tùng Quang có được tới ngày hôm nay, Tùng Quang phải cảm ơn rất nhiều người. Trước hết, Tùng Quang xin được cảm ơn Trung tâm Thúy Nga, anh chị Thủy và Thi đã cho Quang có được cơ hội đứng đây và thưa chuyện cùng với quý vị cũng như chú Ngạn và chị Duyên. Tùng Quang cũng xin cảm ơn bố mẹ và gia đình, anh chị Tùng Châu và Châu Ngọc, anh Quang Kiệt là những người luôn ủng hộ và khuyến khích Tùng Quang trên con đường nghệ thuật. Và sau cùng nhưng cũng rất quan trọng, đó là quý vị khán giả, lòng yêu thương của quý vị. Vì nếu không có sự yêu thương của quý vị, Tùng Quang sẽ không bao giờ có được tới ngày hôm nay. Xin nhận đây lòng cảm ơn chân thành. Chắc là quý vị cũng thấy xúc động về cái bài hát và cái tiếng ca của nữ ca sĩ Minh Tuyết lần đầu tiên đến với sân khấu Paris By Night. Cháu ra hải ngoại từ năm nào và hiện cháu định cư ở đâu? Minh Tuyết xin phép chứng nhận cho Minh Tuyết chào tất cả quý vị khán thính giả của Trung tâm Thúy Nga và chúc quý vị có một đêm nghe nhạc thật vui vẻ. Và cháu xin chào chứng nhận. Để trả lời câu hỏi của chú, cháu qua Mỹ khoảng 4 năm. 4 năm? Dạ. Bây giờ cháu ở Mỹ, cháu ở tiểu bang nào? Dạ, cháu ở tiểu bang Santa Ana, Cali. Ở Cali. Chú nghe nói là gia đình cháu có tới mấy chị em cùng làm ca sĩ, có đúng không? Dạ phải, cháu có 4 chị em gái nhưng mà có 2 người chị đi theo ca hát. Một người là chị ca sĩ Cẩm Ly hiện tại sinh hoạt văn nghệ tại Việt Nam, và một người nữa là chị ca sĩ Hà Phương hiện tại đang định cư tại Mỹ và sinh hoạt trong làng ca nhạc hải ngoại. Tức là 3 chị em, một người còn Việt Nam, còn cháu với lại một chị nữa thì ở bên này. Dạ phải. Ngày hôm nay mà cháu đạt được cái địa vị này, cháu trở thành một ca sĩ thực thụ, thì chú muốn hỏi lại là cháu thấy cái bước đường để làm văn nghệ đến cái địa vị của cháu này có gian nan hay không? Hay là cháu là một người may mắn? Dạ thưa chú, thưa quý vị khán thính giả, nếu mà cháu nói là cháu gian nan thì cháu không dám nhận điều đó, là tại vì có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ còn gian nan hơn là cháu, nhưng mà họ vẫn không có đạt được những cái điều mà họ mong muốn. Còn nếu mà nói cháu may mắn thì cháu không dám nhận, là tại vì thật ra ngay từ lúc ban đầu cháu và 2 người chị đi hát cũng gặp một ít khó khăn, như là bố của cháu là một nhạc sĩ. Bố cháu thì đã từng trải qua những cái thăng trầm trong cái ngành ca hát. Bố cháu biết là rất là vất vả, và cho nên bố cháu không có muốn tụi cháu theo nghề, là bởi vì bố cháu cũng sợ tụi cháu gặp nhiều vất vả. Nhưng mà tại vì tụi cháu đam mê quá nên cứ lén lúc bố mẹ, hồi thì đi thi hát, rồi hồi thì mấy chị em đóng cửa phòng tập múa này nọ. Cho nên cuối cùng bố mẹ hiểu được cái lòng của tụi cháu, bố mẹ đã chấp nhận cho tụi cháu đi theo nghề. Thế thì khi ở trong nước mà chưa ra hải ngoại đó, thì cháu thường hát nhạc gì? Cháu thường hát nhạc của hải ngoại hay là của những tác giả nào ở hải ngoại? Dạ thì trước đó cháu và chị ca sĩ Cẩm Ly hát song ca tại Việt Nam, và tụi cháu rất là thích nhạc tình. Thần tượng của tụi cháu là cô ca sĩ Ngọc Lan. Ngọc cho Lan. Nên tụi cháu thường thường hay chọn những bản nhạc của cô hát. Vâng. Chú chúc mừng cháu và đã thành công. Và chú xin thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga cũng như toàn thể anh chị em nghệ sĩ của gia đình Paris By Night chào đón cháu đến trong cái gia đình văn nghệ, và chú chúc cho cháu gặp được tất cả những may mắn trong tương lai. Dạ cảm ơn chú Ngạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin mời hai cô Tâm Đoan và Phương Diễm Hạnh tới hầu chuyện quý vị. Tâm Đoan,
Phương Diễm Hạnh xin kính chào, quý vị. Thưa quý vị, hai cháu chào chú, chào chú. Thưa quý vị, có một điểm mà có lẽ có thể quý vị chưa biết, đây là hai cô hàng xóm của tôi ở bên Canada. Quý vị thấy rằng là hình như là anh em chúng tôi Canada càng ngày càng xâm lấn Paris by Night. Chẳng hạn như ban nhạc Liberty mà quý vị vẫn thường thấy xuất hiện một vài năm nay trên Paris by Night. Và bây giờ là Tâm Đoan với lại Phương Diễm Hạnh là hai người cùng định cư ở Toronto chung với tôi. Mặc dầu tôi vào Paris by Night tôi mới biết hai cô này chứ tôi không hề giới thiệu. Tôi hình như là không có cái số giới thiệu, không có tay làm mai, thì không có giới thiệu được ai hết cả. Cô Tâm Đoan thì mới đến với Paris by Night một hai cuốn, nhưng mà cháu đã đi hát lâu rồi. Chú hỏi cháu là đầu tiên ở hải ngoại thì ai đưa cháu đi hát, ai giới thiệu cháu vào cái làng văn nghệ? Dạ thưa chú, thưa quý vị, trong một dịp về thăm nhà ở Toronto thì anh Tích Hà là người mà quý vị cũng thường thấy trong ban nhạc Liberty đánh cho Paris by Night là người đã giới thiệu cháu vào một trung tâm ở hải ngoại. Thưa quý vị, cô Tâm Đoan cô ấy gọi là anh Tích Hà là quen, nhưng mà sự thực là Hà Tích, nhưng mà tại họ gọi theo tiếng tiếng Anh thì người ta hay đảo lộn. Quý vị nhớ là trong ban nhạc Liberty của Paris by Night thì có hai người đánh guitar, lead guitar. Một là người có dâu là Nguyễn Hồng, và một người đánh guitar thứ hai không có dâu là anh Hà Tích. Cả hai người đó thì đều đánh guitar cho Paris by Night, cho Liberty. Cả hai chỉ có một cái điểm giống nhau là cả hai cùng độc thân, đang ở vậy nuôi con. Cháu ơi, yeah. Bắt đầu cháu đi hát thì có nghĩa là khi người ta giới thiệu cháu đi hát để cháu vào một trung tâm văn nghệ của hải ngoại, có nghĩa là trước đó cháu đã phải đi hát rồi. Vậy thì cái kỷ niệm nào mà cháu nhớ nhất cái lúc mà cháu chưa trở thành ca sĩ chính thức? Dạ thưa chú, thưa quý vị, Tâm Đoan được sinh hoạt văn nghệ từ hồi nhỏ, nhưng mà khi mà nói đến đi hát chính thức thì ba mẹ, nhất là mẹ thì không có thích mấy, không có cho. Cho nên kỷ niệm mà cháu nhớ nhất là lúc mà mới qua Canada thì cháu với ba mẹ đi shopping ở một cái mall ở gần nhà, thì cháu thấy một đám đông, cháu mới tò mò cháu tới gần thì ra là người ta đang thi karaoke. Mà như chú cũng biết cái thời đó là không có máy karaoke đâu, mà có một cái máy gọi là You Sing Along, là mình để cái tape vô rồi mình hát theo, thì cháu mê cái máy đó lắm. Nhưng mà cái đám đông đó là người ngoại quốc hay là người Việt? Dạ người ngoại quốc, người Hoa phần nhiều thưa chú. Người Hoa và người Canada? Dạ. Thì cháu tới, cháu mới hỏi, thì cháu biết là quy định mỗi người phải hát hai bài để thi, mà nếu mà thắng giải Grand Prize, có nghĩa là giải nhất, xuất sắc, dạ, xuất sắc, dạ, thì sẽ được cái máy đó. Mà cháu chỉ nhóm cái máy mà cháu đăng ký cháu hát đại. Thì cháu hát hai nhạc phẩm, một nhạc phẩm tiếng Anh và một nhạc phẩm tiếng Hoa. Rồi xong là cháu đi về, mà một tuần lễ sau không có tin tức gì hết. Mà chú biết là trong tuần lễ đó cháu đau khổ vô cùng, là tại vì mỗi ngày đều bị mẹ la là tại sao mà đi thi mình con bị gạt rồi. Dạ. Thì nhưng mà cuối tuần sau thì có người phone tới và nói là cháu đã thắng giải xuất sắc và cháu đã được cái máy, là cháu lập tức đi rinh cái máy về, và tới bây giờ cháu vẫn còn giữ, tuy rằng nó không có hát được mấy nữa. Dạ. Như vậy thì nếu bây giờ cháu sang Hồng Kông cháu hát nhạc Hoa chắc là có thể trúng giải được. bây giờ cháu gọi đồ ăn bên Hồng Kông thì có thể được, nhưng hát thì cháu không nhớ nhiều. Cảm ơn cháu rất là nhiều. Cháu có kể một cái kỷ niệm rất là vui mà chắc chắn là không phải riêng cháu nhớ, mà quý vị khán giả nghe được thì cũng nhớ, bước đầu ai cũng có những cái kỷ niệm vui như vậy. Bây giờ để chú hỏi cô Phương Diễm Hạnh. Quý vị còn nhớ là Phương Diễm Hạnh cũng đến với Paris by Night một thời gian rất là ngắn. Cô đã đơn ca, cô đã song ca với nam ca sĩ Đặng Trường Phát, và cô cũng đã, Trung tâm Thúy Nga đã phát hành một cái CD và rất được chú ý trong thời gian gần đây. Bây giờ thì chú hỏi một câu vắn tắt là giống như Tâm Đoan, ai đưa cháu vào làng văn nghệ? Dạ thưa chú, dạ thưa quý vị khán giả, nhạc sĩ Nguyễn Đức là người đã chỉ dẫn cho Hạnh từ nốt nhạc đầu tiên, cũng như thầy là người đã giới thiệu Hạnh
cho trung tâm Thúy Nga. Dạ. À, thưa quý vị, vâng, cô này cô ấy e thẹn lắm, thành thử nói có thể nó hơi nhỏ nhỏ chút. Thì chúng tôi xin nhắc lại là nhạc sĩ Nguyễn Đức ở Toronto là thầy của cô Phương Diễm Hạnh. Và sau khi đã huấn luyện thì có giới thiệu trung tâm Thúy Nga. Và nhờ vậy thì chúng ta được thưởng thức tiếng hát của Phương Diễm Hạnh. Một lần nữa thì chú xin được thay mặt trung tâm Thúy Nga cũng như anh chị em nghệ sĩ chào mừng hai cháu và thân chúc Phương Diễm Hạnh cũng như Tâm Đoan tất cả những bước thành công trong những ngày sắp tới. Xin mời là Linda Trang Đài và Tommy Ngô bước ra sân khấu, ra podium để có vài lời phỏng vấn. Linda xin kính chào tất cả quý khán thính giả và anh Ngạn và chị Duyên. Tommy xin chào quý vị và anh Ngạn và chị Duyên. Thưa quý vị, là chắc hẳn quý vị cũng biết là Tommy Ngô với lại Linda Trang Đài bình thường là trình diễn với nhau trên sân khấu, là một cái đôi song ca, nhưng mà sự thực ra thì ở ngoài đời cũng là hai người bạn đường với nhau. Quý vị có biết là Linda và Tommy gặp gỡ nhau lần đầu tiên tại nhà Kỳ Duyên? À, bà Mai này mát tay như thế mà chả được cái đầu heo gì cả. Ồ, Tommy là gặp Linda lần đầu tiên tại nhà cô? Em mời tới nhà đánh blackjack mà. Ồ, hèn gì bây giờ tôi mới hiểu là tại sao mà Tommy Ngô vẫn oán hận cô cho đến bây giờ. Bây giờ thì xin hỏi Linda và cả Tommy, ai muốn trả lời thì trả lời. Thì khi hai người ở với nhau và vừa đi làm việc chung, đi show với nhau, thì nó có cái gì khó khăn hoặc là nó có những cái điểm gì hay? Dạ thưa chị, đầu tiên em muốn nói là điểm hay trước nhé. Và cái điểm hay thì mỗi lần chị biết tất cả các anh chị em nghệ sĩ mà diễn trên sân khấu mà gặp gỡ được những cái giờ mà gặp gỡ được quý khán thính giả thì rất là vui. Nhưng mà khi khán giả đi về rồi thì rất là cô đơn. Nhưng mà bây giờ sau 10 năm, bây giờ Linda hết cô đơn rồi. Cái đó chúng tôi rất là ganh tị, vì quý vị biết là trong hàng năm những chuyến lưu diễn vào ngày lễ Noel hay là những cái buổi lễ mà phải xa gia đình thì bao giờ chúng tôi cũng nhìn Tommy và Linda và ganh tị, vì đúng như Linda nói, sau những ngày diễn trở về phòng thì ai cũng như là đêm buồn tình lẻ, nhất là anh Ngạn. Không cô. Vâng, tức là ý của Kỳ Duyên là thí dụ như mùa Noel là chúng tôi luôn luôn đi lưu diễn ở bên Âu Châu hoặc Úc Châu, cho nên là ít khi ở nhà. Cho nên là gọi là cái mùa lễ mà chúng tôi phải xa nhà. Nhưng mà tôi nhớ có lần Tommy Ngô lại ghé tai tôi nói riêng là buồn thay cho những người đã phải xa nhà mà vẫn bị đoàn tụ. Thì chưa chắc là cái ý đó là được. Bây giờ xin hỏi thêm một câu nữa là hai người, Linda thì đã vào nghề trước Tommy. Nhưng mà tuy nhiên theo cái gia đình Việt Nam thì người chồng vẫn phải là người chủ. Vậy thì bây giờ trong gia đình của Linda với Tommy, ai là người chủ? Tommy. Yeah, tại vì hồi nãy Linda... Khoan nè, em không... Cô không phải, cô hỏi cô rất là dư. Tại vì tôi nhìn Tommy là tôi đã biết rồi. Tại vì một cái người mà hiền lành giống tôi như vậy còn hỏi ai là chủ làm gì nữa. Thì cứ để Tommy nói tiếp, Tommy định nói gì? Dạ hồi nãy Linda có dặn em chỉ đứng đây cười thôi, đừng có nói gì. Điều đó là nó chứng tỏ. Không có đâu chứ. Nó rất là rõ ràng. Vâng, như bây giờ thế này. Khoan để còn hỏi thêm một câu nữa thôi. Vậy thì hỏi Linda cho rồi đi. Tommy đứng cười thôi. Hỏi Linda là trong suốt 15 năm Linda đi hát, thì Linda... cái kinh nghiệm, Linda thấy cái gì là quý giá nhất và Linda có cái gì muốn nói với khán giả không? Dạ vâng, dạ thưa chị. Em thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời và 15 năm qua em đi hát thì cái tình yêu thương của người Việt Nam nó sâu đậm hơn người ngoại quốc. Cho nên em thấy cái tình thương của gia đình và cha mẹ là quan trọng nhất. Tại vì không có gì mà quan trọng bằng cái hạnh phúc đó. Và em cũng do rằng là em hát nhạc giật và nhiều người nói là nhạc quậy, nhưng mà không có quậy lắm chị.
Nhưng mà và một điều mà quan trọng nữa em thấy do với một người nghệ sĩ, đó là sự yêu mến của quý khán thính giả. Cho nên hôm nay Linda xin muốn cảm ơn tất cả quý khán thính giả ở khắp nơi đã ủng hộ Linda cũng như Tommy, riêng Linda 15 năm qua. Và một cái nữa Linda muốn nói là nếu có khả năng mà không có cơ hội thì chắc hôm nay Linda cũng không được đứng đây và gần gũi được với quý khán thính giả. Cho nên Linda xin cảm ơn tất cả những trung tâm mà Linda đã làm việc với, và đặc biệt nhất là trung tâm Thúy Nga là trung tâm đầu tiên mà đã đưa Linda lên Paris by Night để được gần gũi với tất cả quý khán thính giả. Xin mời cô Ngọc Hạ đến hầu chuyện quý vị. Thưa quý vị, là trong cuốn Paris by Night 63, quý vị đã nghe nữ ca sĩ Ngọc Hạ lần đầu tiên xuất hiện và ca một bản nhạc có cái âm hưởng của hát dân ca miền Bắc, của hát Ả Đào, hát Cô Đầu. Thì sau khi mà cô hát bài đó, Mái Đình Làng Biển đã được một cái sự chú ý lớn lao của khán thính giả khắp nơi. Và sau đó thì tôi có nhận được một loạt thư và email và điện thoại nữa. Thì trong số những cái thư mà nói về cô Ngọc Hạ thì có một cái câu hỏi, người ta hỏi tôi là Ngọc Hạ có phải là con gái của Ngọc Ngạn không? Thì chính vì vậy mà hôm nay tôi mời cô đứng đây để xem hai bố con tôi có giống nhau hay không. Ngọc Hạ xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào chú Ngạn. Thưa quý vị, là tại vì cái bài Mái Đình Làng Biển cô hát dân ca, cái âm hưởng dân ca miền Bắc, do đó cứ tưởng là cô là người miền Bắc, mà tôi mới là người miền Bắc, cô là người miền Trung, thành thử ra không thể nào mà dính dáng gì đến nhau. Nhưng mà thưa quý vị, là mặc dầu là chúng tôi không có liên hệ gì, không có phải là cha con gì, nhưng mà phải nói rằng là có một cái duyên để gặp nhau. Thì tôi muốn thưa với quý vị như thế, để mà cô Ngọc Hạ kể qua một chút là đầu mối để ngày hôm nay mà cháu lên Paris by Night như thế nào. Ngọc Hạ cũng xin thưa với quý vị khán giả là Ngọc Hạ qua cũng được 2 năm, và vì Ngọc Hạ có ý định là tiếp tục con đường ca hát như thời gian đã trải qua, học vấn ở Việt Nam cũng gần 5 năm. Nhưng mà Hạ không biết làm sao để mà liên hệ được với các trung tâm. Sau khi mà tìm được các địa chỉ của các trung tâm thì Ngọc Hạ mới gửi những CD đến. Nhưng mà Hạ đợi mãi vẫn không có thấy một cái sự khả quan nào hết. Cô xin ngắt lời cô như thế này. Cái đó đúng thưa quý vị, là quý vị cũng hiểu cho là trung tâm Thúy Nga và có lẽ tất cả các trung tâm băng nhạc vì quá bận rộn mà số CD cũng như là số băng nhạc và số các bản nhạc nữa, và nhất là những người mà muốn theo nghề hát thì quá đông, cho nên là đôi khi CD gửi đến thì trung tâm cứ xếp ở đó để chờ một cái dịp. Thì cô Ngọc Hạ cô đã gửi hết cho các trung tâm, kể cả Thúy Nga, thì không có thấy hồi âm gì cả. Thì may quá là có lẽ là thưa quý vị, là đáng lẽ tôi hỏi cô phải trả lời nhưng mà tôi thấy cô có vẻ hơi run. Thành như tôi xin tóm tắt ngay dùm là có một cái cơ may là có một cái dịp tôi đi trình diễn ở San Jose, là nơi mà cô Hạ đang định cư. Lúc đó cô mới Việt Nam sang thì cô ấy chạy đến, cô ấy xin cái địa chỉ của tôi, rồi cô ấy lại gửi cho tôi cái CD làm mẫu. Rồi cô ấy cũng lại chờ mãi vì tôi cũng không trả lời vì tôi bận quá. Rồi cô ấy lại kiếm được số phone cho tôi thì cô ấy có phone. Cô ấy phone cho tôi thì trong phone cô ấy có nói một câu mà lúc đó thì tôi cũng mùi lòng. Cô ấy nói là chú ơi, hóa ra làm văn nghệ khó quá chú nhỉ. Thì tôi mới nói là văn nghệ khó chứ cháu. Tại vì nếu mà cháu học kỹ sư thì cháu ra kỹ sư, cháu học bác sĩ ra bác sĩ, cháu học nghề thì nó ra nghề, nhưng mà đâu phải cháu học nhạc là cháu thành ca sĩ đâu. Cũng như là đâu phải là cháu học được tiến sĩ văn chương cháu thành nhà văn, cái đó nó không phải. Tại vì cái sự sáng tạo cũng như là cái giọng hát là phải trời cho, đó là một cái cơ duyên. Cho nên là tôi bảo là thôi, cô lại gửi lại cho tôi một cái CD nữa.
thì cô ấy lại gửi lại. Thì lúc đó lại gặp cái vụ khủng bố 911 ở bên New York, thì cái CD nó lại không đến, nó lại trở về. Thì cô ấy lại phone cho tôi. Mà lần cuối cùng thì cháu còn nhớ cháu nói gì với chú? Vâng, lần cuối cùng con vẫn còn nhớ là con đã nói với chú là chú Ngạn ơi, bây giờ con gửi cái CD này coi như là để cho chú có rảnh rỗi thì nghe vui chơi thôi, coi như đó là cũng là niềm an ủi cho con, mà cũng là tại vì ít ra chú cũng là người đã biết được là sự đợi chồng của con và như thế nào. Tức là lúc đó là cô ấy đã không còn có cái hy vọng trở thành ca sĩ nữa, nhưng mà cô ấy gửi cái CD, cô ấy bảo để tôi nghe chơi. Thì nhưng mà thưa quý vị là nó có một cái cơ may như lúc nãy chúng tôi vừa thưa quý vị, là ngay khi chúng tôi vừa nhận được thì cô Tô Ngọc Thủy là giám đốc của Thúy Nga lại sang Toronto để mà edit, tức là ráp nối một cuốn video. Thì lúc đó tôi mới đưa cái CD cho cô Thủy, tôi nói là cháu ơi, có cô bé này cô ấy hát khá hay, cháu nghe thử xem sao. Thì cô Thủy nghe thì cô Thủy thích cái giọng, nhất là bài Mái Đình Làng Biển. Nhưng mà vì là cô ấy có ý định gửi cho tôi nghe chơi thật, do đó cô ấy không để địa chỉ mà cũng không để số phone. Đến khi mà cô Thủy hỏi tôi là chú ơi, sao mà cái cô này gửi CD chẳng có số phone địa chỉ, con làm sao liên lạc? Tôi lại phải phone sang bên San Jose, tôi đi hỏi vòng vòng mãi nó mới ra cái số phone của cô này. Rồi tôi nhắn cô này phone lại trung tâm Thích Nga. Và để vắn tắt câu chuyện thì để kể từ đó thì trung tâm Thích Nga có thêm được một tiếng hát mà chắc chắn là quý vị cũng thấy, và giọng ca rất là phong phú của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Xin cảm ơn chú. Xin mời Khánh Hà. Thưa quý vị, là rất nhiều khán giả hỏi chúng tôi là trên Paris by Night phỏng vấn hay là nói đúng ra là mạn đàm với gần hết mọi ca sĩ, mà chỉ riêng Khánh Hà sau đã lâu lắm không thấy Thúy Nga mời tới phỏng vấn. Thì sự thực thưa quý vị như thế này này, Khánh Hà và nói chung là chị em Khánh Hà, chẳng hạn như là Lưu Bích hay là ngay cả Tuấn Ngọc cũng đều là những người ít nói. Thành thử chúng tôi có mời một đôi lần mà Khánh Hà cứ ngần ngại mãi. Tuy nhiên để cho công bằng thì hôm nay là trong chương trình lớn mà lần đầu tiên thực hiện tại San Jose, thành thử tôi cũng phải ép cô lên đây để nói đôi lời. Trước hết Khánh Hà xin kính chào quý vị khán thính giả ở đây cũng như toàn thế giới, và chào anh Ngạn. Cô ơi, anh biết cô là một người rất là ít nói cho nên là hỏi cô có một câu thôi. Cô ơi, cái địa vị của Khánh Hà thì đến giờ này thì nếu có giới thiệu thêm nó là thừa. Chỉ xin hỏi là cô là một cái người mà gắn bó văn nghệ hải ngoại ngay từ bước đầu cho đến bây giờ. Nếu mà bây giờ nhìn lại thì cô nhớ những cái gì? Thực ra thì ai cũng có một cái khó khăn của bước đầu. Nhưng mà em có một cái kỷ niệm. Lúc mới sang đây thì cộng đồng Việt Nam mình còn quá ít và còn phải sống rải rác khắp nơi, cho nên em không có cái nơi nào để mình trình diễn. Thì vì em quá yêu nghề cho nên em tinh thần em nó xuống dốc thê thảm luôn. Và sau đó vì trời thương cho nên em đã tìm được một cái việc của cái cấp Đại Hàn đó anh. Và club của Đại Hàn, tức là phòng trà của Đại Hàn. Vâng. Cô hát gì trong Đại Hàn đó? Em hát nhạc ngoại quốc phần nhiều. Và em nghĩ rằng nếu mà mình hát như vậy thì buồn quá. Em có kéo gia đình em vào làm chung. Và sau đó chẳng mấy chốc thì club Đại Hàn nó thành club Việt Nam. tức là cô chiếm luôn cái club Đại Hàn đó. Không thì cũng đúng, thế là vì quý vị biết là Đại Hàn thì thường thường người ta hay làm mấy cái nghề như là bán tạp hóa 7-Eleven, thứ hai là làm nghề giặt ủi và thứ ba là tắm hơi. Chứ còn ít khi mà Đại Hàn làm club. Thế rồi nhưng mà để em nói tiếp, nhưng mà công nhận cộng đồng Việt Nam mình lúc đó đó đánh hơi rất là lẹ. Thành ra không có cần quảng cáo gì hết. Mà đông lắm. Và sau đó thì Việt Nam mình càng ngày càng sang đây rất nhiều và nền văn nghệ càng ngày càng sống dậy, cho nên em mới có ngày hôm nay. Thank you.
Thưa quý vị, đối với một người ít nói như Khánh Hà mà nói như vậy là đã nhiều lắm rồi. Thành thử xin cảm ơn Khánh Hà. Có lẽ là cô cũng không cần tôi hay là Trung tâm Tiếng Nga phải chúc cô cái gì nữa, bởi vì không, cô đã quá đầy đủ rồi. Em xin nói một câu rồi. Là nhân tiện đây em xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã luôn luôn nghĩ đến Khánh Hà và gia đình Khánh Hà. Một lần nữa Khánh Hà xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga. Và trước khi chào tạm biệt, Khánh Hà xin chân thành cảm tạ quý vị đã ủng hộ Khánh Hà suốt 25 năm qua và yêu mến Khánh Hà. Hôm nay, nhưng hôm nay Khánh Hà chỉ có một điều nữa thôi, muốn quý vị... Cô cứ nói đi, cô cứ nói xem. Nếu mà được thì người ta sẽ chấp nhận. Nếu quý vị đã chót yêu Khánh Hà hơn 25 năm qua, thì Khánh Hà chỉ xin quý vị yêu Khánh Hà thêm 25 năm nữa. Chắc không có khó khăn lắm. Cho cô 26 năm đó. Thôi bây giờ thế này, cảm ơn Khánh Hà rất là nhiều. Vậy thì bây giờ cô đứng yên đây nhé, để tôi giới thiệu một kế tiếp. Nếu anh khen em thì cho em giới thiệu tiếp một kế tiếp được không? Dạ. Vâng, mời cô. Kính thưa quý vị, tình nhớ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của Đan Hồ. Thưa quý vị, trong Paris By Night thì quý vị cũng biết là có rất nhiều ca sĩ. Một trong những người mà mấy năm nay, nhiều năm nay ở trên Paris By Night được yêu mến, và đặc biệt là các bạn thanh niên thì chắc chắn là dành những tình cảm rất nồng hậu. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị nữ ca sĩ Lưu Bích. Nào vừa nói I love you là nói tôi hay nói ai? Em vừa nghe lớp nhiều kia mà quên em muốn nói cái gì rồi. Thế kính thưa quý vị, Lưu Bích xin kính chào quý vị và chào cả nhà. Cô ơi, lâu rồi không thấy cô viết nhạc. Thường thường là quý vị cũng biết là Lưu Bích hay trình bày những bản nhạc do chính cô sáng tác. Tại ngày xưa thì cô học nhạc giống như Khánh Hà đã nói, tức là gia đình uptight thì tất cả đều là ca sĩ. Nhưng mà vì lúc đó không có nhạc sĩ cho nên là tất cả anh chị em đều phải học để sử dụng nhạc khí mà tự thành lập ban uptight, vừa đàn vừa hát. Thì Lưu Bích là người học piano, học keyboard. Cho đó cho nên Lưu Bích đã học nhạc và sáng tác. Nhưng mà gần đây thì không thấy cô viết bài nào. Hình như cái bài cuối cùng là Một Lần Được Yêu. Một Lần Được Yêu cô hát chung với Kỳ Duyên. Thế hiện bây giờ cô có bài nào hay không? Em đang sáng tác nhưng mà em chưa có hài lòng lắm. Chưa hài lòng về lời hay là về giai điệu? Về lời, tại vì em nghĩ nhạc Việt Nam của mình lời rất là quan trọng. Thành ra em chưa có happy lắm. Thành em chưa... Chưa có bài nào? Chưa có bài nào. Chưa có bài nào thì hôm nay cô hát cái gì? Em nói bài câu thì em đi vô. Cô muốn làm MC không thôi hả? Trong cuốn video Thúy Nga Paris By Night số 58, Lưu Bích đã trình bày hát tựa đề là Phố Vẫn Xưa của nhạc sĩ Lê Vũ. Em thì em chưa có quen nhạc sĩ Lê Vũ, nhưng mà như là em với nhạc sĩ Lê Vũ có duyên với nhau. Và hôm nay em gửi cho tất cả quý vị một tác phẩm mới của nhạc sĩ này. Thường thường em lại ưa ca những bài hát nói về tình yêu. Tại vì em nghĩ trên đời này nếu không có tình yêu, làm như em không có oxygen để em thở mỗi ngày. Tức là đối với cô thì tình yêu nó rất quan trọng. Rất là quan trọng. Vậy cô khác anh là vì anh thì tiền nó quan trọng hơn. Không, không, em chưa nói xong. Tiền cũng quan trọng lắm anh, nhưng mà... đúng, em thấy là ai cũng nói yêu là khổ. Nhưng quan niệm của em, khổ hay là sướng cũng một phần lớn do nơi mình. Nhạc sĩ Lê Vũ và em hình như là có nghĩ giống nhau. Và chúng ta sẽ thấy cái điều này trong bản nhạc mới của ông ta, tựa đề là Hiu Hắt Đời Nhau. Thưa quý vị, bây giờ nó lại khác rồi. Tôi mời Mạnh Quỳnh với Phi Nhung tới đây là
là nó chấm dứt cái vở kịch vừa rồi. Thành thử ra chúng tôi là tại vì nó như thế này này, tôi cứ thường nghĩ là mình tại sao mình cứ đem nhạc ngoại quốc như nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Hoa mình dịch qua lời Việt, tức là mình tiếp thu cái văn hóa người ta, cái văn nghệ người ta, mà mình tại sao mình không đem nhạc của mình dịch sang tiếng Anh? Nhưng mà đem một bản tân nhạc dịch sang tiếng Anh thì nó lại thường quá. Cho nên hôm nay tôi muốn là Mạnh Quỳnh hát một bài Vọng Cổ bản tiếng Anh. Bây giờ cháu ráng cháu hát một bài Vọng Cổ bản tiếng Anh, nếu mà được á thì cháu thâu vào CD chú sẽ gửi cho Britney Spears. Thì biết đâu có thể là cháu lên bản top hit được. Thưa quý vị, Mạnh Quỳnh thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh tháng 11 năm nay là được qua Mỹ được tròn 10 năm. Thì tiếng Việt Nam thì Mạnh Quỳnh quên gần hết rồi, nhưng mà tiếng Anh chưa nói được nhiều hết. Nhưng mà thôi lỡ lên đây rồi. Thank you honey. Lỡ lên tới đây rồi thành thử Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng, nếu có gì nhà chú sửa giùm con ha. Cháu cứ hát đi, tiếng Anh có gì sai thì chú sửa. Nhưng bây giờ cháu phải kể cái câu chuyện và cháu phải hát bằng tiếng Việt trước để quý vị khán thính giả nghe nó quen cái câu đó, rồi cháu mới dịch sang tiếng Anh. Rồi, Mạnh Quỳnh sẽ hát một cái câu chuyện nói về một anh chàng yêu một cô nàng, hai người yêu nhau đắm đuối lắm. Nhưng mà lúc mà anh này có tiền thì cô ta rất là đắm đuối, nhưng mà khi anh ta bị bankruptcy rồi thì cô ta cuốn gói ra đi không một lời từ tạ. Cái đó nghe quen quen nhất là San Jose. Và hôm nay con xin con Mạnh Quỳnh, thưa với chú, thưa quý vị là xin được mượn nữ ca sĩ Phi Nhung làm người tình phản bội. Vậy người nào là người yêu vậy? Chú Ngạn là người yêu của con. Ôi trời. Rồi cháu bắt đầu đi. Trước khi Mạnh Quỳnh hát cho quý vị nghe, Mạnh Quỳnh xin giới thiệu quý vị nhạc sĩ Văn Hoàng. Mạnh Quỳnh sẽ hát một câu tiếng Việt Nam, sau đó Mạnh Quỳnh sẽ translate qua bằng tiếng Anh cho quý vị nghe. Và đặc biệt đêm nay ca tiếng Anh nhưng mà tiếng Mỹ, mà nhưng Mạnh Quỳnh vẫn có đờn chứ không phải là ca không. Mạnh Quỳnh, anh Hoàng rồi đi. Vậy là bây giờ bắt đầu nhung diễn với chú Ngạn đó nha. Ok. Quý vị nghe tiếng đàn của Văn Hoàng không quý vị? Nghe rõ lắm không? Em thôi mà trước khi ra đi á thì đứng đây cho anh hát một câu rồi đi đâu đi. Ok. Đừng làm gì anh đau lòng lắm. Em yêu phận nghèo tay trắng, yêu em chỉ bằng tâm hồn và trái tim anh. Nhưng giờ biết phải làm sao, không nhà, không việc, không tiền, không xe. Anh đây chết sớm em ơi, mong em trở lại cứu giúp giùm đời anh. Nghe quý vị nghe cảm động không quý vị? Thưa quý vị, cái đoạn đó nó không có quan trọng. Cái đoạn tiếng Anh này bây giờ nó mới quan trọng đấy này. Mà cháu ơi, trong lúc dù là cháu diễn nhưng mà trong lúc Mạnh Quỳnh hát thì cháu nhìn về phía Mạnh Quỳnh chút xíu đỡ tủi thân, cháu cứ mời cháu. Con phải đóng mà. Thôi giờ Quỳnh sẽ không nhìn Nhung nữa. Anh sẽ không nhìn em nữa. Em ơi, tiếng Anh cháu dịch là gì? Chú nghĩ là honey hay là sweetheart? Honey nó dễ hơn cho honey ha. Okay. Do you know I love you and miss you so much? Night after night I cannot sleep so.
ngày mai hết mai sau. I don't know what to do. No car, no job, no money, no home. I will die very soon. Honey, come back, you can save my life. Cháu ơi, cháu, tiếng Anh của cháu như vậy là không có phải sửa gì ạ? Vì ít ra là chú nghe được ba chữ cuối là You Save My Life là được rồi. Không, nhưng mà cái bài này cháu hát như vậy thì nó hơi lớn, nó không có hợp với Britney Spears. Chú sẽ gửi cho Jennifer Lopez. Con nghĩ thì Celine Dion hợp hơn. Thưa quý vị, vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Văn Hoàng, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Trường Vũ rồi cứ hát xong là bỏ chạy. Em chào khán giả con. Trường Vũ xin kính chào quý khán giả. Và xin chào anh. Như Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị khán giả và xin mến chào chú Ngạn. Thưa quý vị, Như Quỳnh thì chắc chắn chúng tôi không phải giới thiệu nữa vì lời nào cũng là dư. Trường Vũ thì chúng tôi có một cái kỷ niệm là cách đây vài năm, mà khi lúc đó thì anh chưa có lên video, thì tôi lần đầu tiên tôi đi show ở Atlantic City thì tôi gặp. Thì tôi mới phải ra giới thiệu mà tôi không biết tên là cái gì. Tôi bảo thế em là Trường Vũ hay là Tường Vũ, nói rõ đi. Thì ông run quá, ông không biết nói làm sao cả. Nhưng mà lần đầu tiên hát mà chưa ai biết, mà tôi rất là kinh ngạc vì khán giả tán thưởng rất là nồng nhiệt, chứng tỏ là Trường Vũ có một cái giọng rất là đặc biệt. Thì hai người là hai ca sĩ đơn ca đã nổi tiếng, nhưng mà từ khi Trung tâm Thúy Nga kết hợp để tạo thành một cặp song ca thì chắc chắn quý vị đã yêu mến như thế nào. Và cái bài nhạc kỷ niệm đầu tiên là Nhớ Người Yêu, phải không cháu? Thì bây giờ, thưa quý vị, ở trên video thì đôi khi anh chị em chúng tôi trình diễn nó phải nghiêm trang chút, nhưng mà đi show live, tức là một cái buổi đại nhạc hội qua đi, thì dĩ nhiên là Như Quỳnh với lại Trường Vũ cũng có chế thêm một vài cái nét để diễn. Hôm nay nhân dịp mà thu hình tại California thì anh muốn em hát lại cái bài kỷ niệm đầu tiên, một đoạn ngắn thôi, đó là bài Nhớ Người Yêu với Như Quỳnh. Thưa quý vị, Nhớ Người Yêu, mời quý vị thưởng thức Trường Vũ và Như Quỳnh. Xin mời anh Hồng, nhạc sĩ. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh căm, cánh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách. Hai đứa mình thức trắng đêm nay. Nếu mà đừng ngăn cách, đừng chung vách, chỉ để thức trắng không thì chung vách để làm cái gì? Bây giờ cháu hát lại. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách. Anh ơi, nhìn em mà hát nè anh. Anh quét tường, anh đến với em. Vậy là em rất là hư. Anh lúc nào anh cũng khen em giống anh. Ngày xưa mà anh chung vách và anh chỉ bắt cái cầu thang leo qua thôi.
Em dám khoét tức là em bạo quá. Thưa quý vị, còn cái bài mới đây trong cái cuốn Paris by Night 67 in San Jose là một trong những cái bài mà khán giả cũng rất là yêu mến. Thì bây giờ nhân đây thì có quý vị ở đây, chúng tôi cũng nhờ Như Quỳnh và Trường Vũ hát lại một đoạn trong bản Em Tiền Tuyến, Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến. Trọn đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình trọn đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới, anh sẽ kêu em mình trọn đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới, anh sẽ kêu em bà ơi. Em già lắm rồi anh. Không phải tại ngọn người Tàu cho nên kêu bà nó thân hơn. Nhưng mà lị quen với ngộ, ngộ ăn nước mắm với cơm trắng không à, thành ra là phải kêu mình thôi cho nó dễ thương hơn. Nhưng mà nếu trường hợp nị theo ngộ, nị phải ăn xì dầu, không được ăn nước mắm. Vậy anh kêu bà ơi thôi cũng được đi, sao hết trơn trọi. Giờ anh lượt tôi kêu lại nha. Sao anh cứ nhìn qua anh Hùng hoài vậy? Anh cứ dòm mình hoài à. Ở đây cũng chịu dòm quá bệt. Trọn đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới. Trước khi hát cái câu này tôi nhớ tôi phải kêu anh cho nó ngọt ngào ha. Đây nè, đưa lỗ tai qua đây. Mình ơi. Cái gì đó bà? Thì tôi nói với anh là tôi ăn cơm với nước mắm mà, thì tôi kêu mình ơi nó ngọt ngào. Trời ơi, làm như là hát cải lương vậy. Như người Việt Nam thì hát cải lương còn gì nữa. Thì anh hát lợi đi cho nó ngọt ngào, tôi nghe tôi đỡ buồn. 3 năm nay anh hát anh bỏ của chạy lấy người không à. Kêu lại đi anh. Trọn đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới, anh sẽ kêu em mình ơi. Em à, ít ra cũng phải như vậy chứ, em đi theo anh mấy năm trời mà nhát quá không có được. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn Như Quỳnh, Trường Vũ và nhạc sĩ Hồng. Kính thưa quý vị, chắc hẳn quý vị cũng biết là trong mấy năm gần đây thì Trung tâm Thúy Nga luôn luôn cố gắng để kiếm tìm những giọng ca mới gửi đến quý vị mà chắc chắn là quý vị còn nhớ. Thì cách đây đúng 1 năm cũng tại phim trường Paris này thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị một nam ca sĩ trẻ, và hôm nay có thể gọi là kỷ niệm đúng 1 năm anh hợp tác với Paris by Night, và đây là lần thứ 3. Thành thử cho chúng tôi sau 1 năm chúng tôi muốn mời nam ca sĩ đó lên để có đôi lời tâm sự cùng quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu tới quý vị nam ca sĩ Quang Lê. Quang Lê xin trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi của Thúy Nga. Cảm ơn chú. Cháu sang Mỹ năm cháu bao nhiêu tuổi? Dạ thưa chú, thưa quý khán giả, Quang Lê sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm Quang Lê 12 tuổi.
12 tuổi rồi, tức là cháu học chương trình trung học của Mỹ. Dạ, cháu bắt đầu đi học từ tiểu học đến trung học và lên đến đại học ở đây. Đấy là của Mỹ. Dạ. Vậy mà cháu vẫn hát được tiếng Việt quá hay. Thế thì trong cái thời gian cháu học ở trung học, đại học của Mỹ, cháu có theo về ngành âm nhạc không? Dạ thưa chú, tại vì ở trong gia đình là ba mẹ Quang Lê là rất là thích hát, ba thì đàn, cho nên Quang Lê bị ảnh hưởng ba mẹ rất nhiều. Cho nên ngay từ lớp 9 là Quang Lê đã đăng ký đi học nhạc ở trong trường và Quang Lê học liên tục đến 6 năm. Thế thì cháu như vậy tức là cháu hát được tiếng Anh? Dạ cháu hát được tiếng Anh, nhưng mà cháu yêu cái nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, cho nên cháu lúc nào cũng cố gắng. Có một cái câu hỏi mà chắc chắn là các bạn trẻ rất là tò mò, giống như là trước đây chúng tôi có lần phỏng vấn nữ ca sĩ Ngọc Hạ, thì bây giờ chú cũng hỏi lại cháu là con đường nào dẫn cháu vào Thúy Nga? Dạ thưa quý khán giả, thưa chú, con đường của cháu vào Thúy Nga cũng rất là nhiều khó khăn. Thì chú cũng biết là cháu thích hát, cho nên lúc nào cháu cũng cố gắng tìm cách để cho các trung tâm biết đến mình. Thì cháu bắt đầu thâu băng gửi đi tất cả các trung tâm, nhưng mà chỉ gửi đi, còn thư hồi âm thì không có thấy. Và chắc chắn là rất là thất vọng, và nhiều lần thất vọng dài dài lắm chú ơi. Không, nhiều người thất vọng lắm chứ không phải mình cháu. Cháu cứ kể tiếp đi. Rồi thì một hôm tình cờ cháu gặp chú Ngọc Phu. Thì chú Ngọc Phu nói: Quang Lê ơi, chú sắp tổ chức một cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng rồi đó, cháu đi thi đi. Thì cháu nghe vậy cháu cũng mừng lắm. Bắt đầu cháu đi thi. Thì cuộc thi đó là kéo dài gần 3 tháng, và thí sinh thì khoảng trên 100 người thưa chú, thưa quý vị. Và Quang Lê may mắn, Quang Lê trúng giải. Và sau khi được trúng giải thì có một lòng chút tự tin hơn. Thì Quang Lê bắt đầu gửi băng đi thêm một vài trung tâm nữa. Thì lần này lại may mắn là được một trung tâm ký hợp đồng 2 năm. Nhưng mà kết quả cũng không có khả quan cho mấy. Và sau đó anh Trung Tư Lưu trung tâm ca dao mới thầu thử cho cháu mấy bài. Thì nhờ những bài hát đó thì đã may mắn đến tay bác Tô Vân Lai là giám đốc của trung tâm Thúy Nga. Thì nhờ đó Quang Lê mới có cái cơ hội đến với Thúy Nga ngày hôm nay. Cháu, quê cháu ở đâu vậy? Dạ thưa chú, thưa quý vị, quê cháu là người Huế, cháu gốc miền Trung. Cháu là người Huế, vậy thì bây giờ trước khi cháu hát thì chú muốn cháu có một cái gì rất là đặc biệt của Huế để cống hiến quý vị khán giả đây, trước khi cháu trình bày nhạc phẩm của cháu. Dạ, thì để con cháu ráng cho hò mấy câu Huế coi có được không chú nha. Rồi, được. Mà nếu có hò dở thì quý vị cho con lên tràng pháo tay gọi là trúng số an ủi đi. Cháu run quá. Không không, cháu cứ bình tĩnh. Cái ngày mà chú mới lên đây chú cũng run như cháu bây giờ, không sao ấy. Cháu cứ làm đi. Trước bên vắng lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông. Thuyền ai thấm thoảng bên sông, đưa câu mà mãi đầy, đưa câu mà mãi đầy chành lòng non nước non. Cháu hò hay lắm. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi muốn phỏng vấn Quang Lê ở đây, sự thực ra là vì một nam ca sĩ trẻ, để quý vị cũng thấy được một chút tài riêng của anh. Nhưng mà cái phần trình diễn chính của anh là, thưa quý vị, bây giờ một nhạc phẩm rất nổi tiếng của thập niên 70, viết về thời chinh chiến, có tựa đề là Sương Trắng Miền Quê Ngoại của Đinh Biên Vũ. Thưa quý vị, một lần nữa, nam ca sĩ Quang Lê. Xin mời Hoàng Oanh đến trò chuyện với quý vị khán thính giả.
Trước hết, Hồng Anh xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Dạ, mến chào ông Ngạn. Thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ trước năm 75 thì chúng ta nghe tiếng hát Hoàng Oanh từ tiếng hát thiếu nhi, tiếng hát học trò, tiếng hát của thời chinh chiến, rồi tình ca quê hương, và nhất là lại thêm cái bộ môn ngâm thơ nữa. Thì chắc chắn là quý vị còn nhớ là đây là một trong những tiếng hát mà lúc nào cũng ngự trị ở trên làn sóng điện. Mặc dầu Hoàng Oanh thì không có hát phòng trà, nhưng mà bây giờ hỏi ngay là Hoàng Oanh học ngâm thơ ở đâu? Dạ thưa anh, Hoàng Oanh không có học ngâm thơ ở đâu hết. Tại vì cũng như quý vị đã biết là hồi còn ở quê nhà thì là không có trường nào dạy ngâm thơ hết. Cho nên mỗi lần mà Hoàng Oanh muốn ngâm thơ là Hoàng Oanh phải nghe những người ngâm thơ trong các bang ta thi văn tao đàn thì ngâm theo. Rồi dần dần thì Hoàng Oanh thấy Hoàng Oanh ngâm hoài đó thì là hồn thơ thấm vào tâm hồn mình lúc nào không biết. Thành ra có thể là vì đó mà cho đến bây giờ Hoàng Oanh ngâm rất nhiều thơ mà quý vị đã nghe. Cái này thì cũng không phải là một cái lời khen nó quá đáng, nhưng mà sự thật ra thì chắc hẳn là quý vị cũng nhận thấy là Hoàng Oanh là một người miền Nam, nhưng mà trong ngâm thơ cũng như là trong ca hát thì Hoàng Oanh phát âm rất là chuẩn, rất là đúng. Chẳng hạn như là chúng ta có gặp một vài ca sĩ miền Nam thì cái chính tả nó không có đúng lắm. Chẳng hạn như là bân khuân, trong khi người ta phải hát là bâng khuân thì thường thường hay thiếu chữ G. Hay là tôi nghe chiều tím thì nhiều người hát là chiều tím chẳng hạn. Hay là cánh chim thì là cánh chiêm. Rau muống chấm tương chẳng hạn thì là đúng là nó phải là rau muống chấm tương. Thì Hoàng Oanh để ý cái đó từ lúc nào, hay là có ai chỉ dẫn về cái cách phát âm cho nó chuẩn như vậy không? Dạ thưa anh, Hoàng Oanh khi còn đi học đó thì Hoàng Oanh chú ý nhiều về cái môn chính tả đó, cho nên Hoàng Oanh biết nhiều về chính tả. Còn Hoàng Oanh chú ý cho nên những cái câu nào mà phát âm đó thì Hoàng Oanh phát âm trúng. Và Hoàng Oanh cũng có nghe những người miền Bắc phát âm, khi phát âm dấu hỏi, dấu ngã, hay là có chữ rê hay là không rê thì Hoàng Anh biết, cho nên Hoàng Anh sửa theo, do đó mà không có trật nhiều. Sở dĩ mà thưa quý vị, sở dĩ mà tôi nêu vấn đề này ra là cũng là để một phần để giúp các ca sĩ trẻ sau này khi mà mình gặp cái trở ngại về phát âm thì nên chỉnh lại cho nó đúng. Bây giờ trở lại với chương trình thì chắc chắn là quý vị cũng biết đây là lần đầu tiên Hoàng Anh đến với Paris by Night, nhưng mà cũng là đến với nhạc sĩ Lê Dinh trong cái bản nhạc mà trước đây Hoàng Oanh đã hát bao nhiêu năm về trước. Như vậy thì xin hỏi Hoàng Oanh là cái kỷ niệm với nhạc sĩ Lê Dinh như thế nào, gặp gỡ ở đâu để thâu cái bài này? Dạ thưa anh Ngạn, thưa quý thính giả, thì là vào đầu thập niên 60 đó thì Hoàng Oanh có cộng tác rất nhiều ban ca nhạc ở trên đài phát thanh, cho nên Hoàng Oanh thường xuyên để đi thâu thanh ở tại đài phát thanh, cho nên có dịp gặp gỡ nhạc sĩ Lê Dinh rất nhiều. Và Hoàng Oanh nhận thấy là chú Lê Dinh là một người rất là tốt và hiền lành, chú nhạc đặt nhạc hay, và chú là một người rất đàng hoàng, cho nên Hoàng Oanh rất mến chú. Và thì hồi đó mỗi lần mà Hoàng Oanh đi Hoàng Oanh đi thâu băng đó, đi thâu thanh ở tại đài phát thanh, mà thường thường á Hoàng Oanh đi thâu thanh sau khi Hoàng Oanh đi học về, cho nên hồi xưa đó là mỗi lần đi học về đó là Hoàng Oanh đều ghé đài phát thanh để thâu thanh. Thì còn Hoàng Oanh không có thì giờ để về nhà ăn cơm, cho nên Hoàng Oanh đến tiệm phở ở trước đài phát thanh, nó có một cái tiệm phở rất ngon, cho nên Hoàng Oanh thường hay đến ăn để mà sau đó để đi thâu thanh. Thì Hoàng Oanh gặp chú Lê Dinh tại đó. Và chú tại tiệm phở hay là tại tiệm phở đó. À, tại tiệm phở. Tại tiệm phở. Cái rồi... kỷ niệm mà tiệm phở nó dễ nhớ. Dạ. Rồi chú Lê Dinh
đưa bài hát cho Hoàng Oanh. Thì sau đó rồi thì chú dặn dò đủ thứ. Thì sau đó rồi chú trả cái tiền phở đó cho Hoàng Oanh. Tức là có trả tiền hát hay là hát chỉ có một tô phở thôi hả? Dạ có tô phở hả? Rồi cái Hoàng Oanh ấy, chú Lê Vinh hả? Mỗi một bài hát là một tô phở hả chú Lê Vinh? Khi Hoàng Oanh nhớ là từ năm 1964 thì hãng dĩa Việt Nam có trao cho Hoàng Oanh một bài hát, đó là bài hát của chú Lê Vinh, đó là bài Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao. Và Hoàng Oanh đã thâu dĩa bài hát đó vào dĩa nhựa 45 dòng. Và bài hát sau khi phát hành thì là rất được nhiều người ưa chuộng và yêu cầu. Quả thực là mấy chục năm trước khi Hoàng Oanh thâu đĩa nhựa 45 tua và hôm nay hát lại thì chúng ta thấy giọng của Hoàng Oanh không có một chút thay đổi nào, có khi lại còn điêu luyện hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng Oanh đã đến với Paris by Night cũng như là đến với nhạc sĩ Lê Dinh. Và mong trong những chương trình kế tiếp thì sẽ lại có sự hiện diện của Hoàng Oanh trên sân khấu Thúy Nga. Cảm ơn anh ạ. Xin mời chị Lê Thu. Thưa quý vị, quả thật là nỗi xúc động trong lòng quý vị chắc là cũng giống như tôi. Ngồi nghe Lệ Thu hát lại Xin Còn Gọi Tên Nhau mà vẫn có cảm tưởng như là năm nào ngồi ở phòng trà Sài Gòn hay là ngồi ở trong quán cà phê hay là tại Tư Gia để nghe cái tiếng hát của Lệ Thu trong nhạc phẩm của nhạc sĩ Trường Sa. Xin phép anh ạ, cho Lệ Thu xin được kính chào quý khán thính giả thân mến của Thu. Và xin chào anh ạ. Dạ, vâng, cảm ơn. Thưa chị, đây có phải là bài đầu tiên mà anh Trường Sa giao cho chị hay không? Dạ thưa anh, thật ra đó thì đây không phải là bài đầu tiên. Thu nhớ là bài đầu tiên đó là bài Mùa Thu Trong Mưa. Lúc đó Trường Sa có đến nhà và giao cho Thu cái bài đó. Và bởi vì hãng đĩa Việt Nam lúc đó thâu bài đó và anh tập cho Thu bài đó. Rồi sau khi mà đã thâu băng xong trong những cái 45 tour hoặc là những cái băng nhựa đó thì mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt. Và vâng, sau đó mỗi thế. Một lần yeah. sáng, mỗi một sáng tác mới của anh đều tìm đến đưa cho Thu hát đầu tiên. Thu còn nhớ đó là sau đó là những bài như Rồi Mai Tôi Đưa Em. Vâng. Một Mai Em Đi, Xin Còn Gọi Tên Nhau. Vâng. Và vân vân. Vân vân. Tóm lại là vì cái bản đầu tiên Mùa Thu Trong Mưa thành công. Dạ vâng. Thành thử ra anh Trường Sa cứ tiếp tục. Nhưng mà lúc đó thì tiếng hát Lệ Thu đang là một trong những tiếng hát mà nổi đình nổi đám nhất của Sài Gòn lúc bấy giờ. Dạ. Thành thử ra chắc chắn là phải có nhiều nhạc sĩ giao nhạc cho Lệ Thu lắm, có phải không ạ? Dạ thưa anh vâng. Thật ra thì vâng đúng như anh nói, bởi vì lúc đó thì cũng đang là Thu cũng là chột trong đám mù lúc đó cũng đang là cái thời thành ra cũng có nhiều các quý vị nhạc sĩ đưa nhạc đến. Nhưng mà thưa anh, cái tiêu chuẩn của Thu chọn đó là phải thế này: trước nhất là Thu đọc lời và sau đó thì Thu dạo nhạc để nghe cái e nhạc xem nó ra làm sao để có hợp với mình không. Nhưng thưa anh, những cái bài không hợp thì không có nghĩa là không hay đâu thưa anh. Đúng thế. Bởi vì thế này, cái người hát đó, khi mà mình cảm thấy thích thú và mình để hết tâm hồn của mình vào hát, mình có thích thì khán giả mới thích được, có phải không anh? Vâng, đúng. Tức là chính mình không say mê cái bản nhạc đó thì mình đã không diễn tả hết rồi. Dạ, vâng. Bởi vì người ta có cái, người ta thường nói là có một số người hát mà người ta gọi là trả bài đó. Dạ. Thế ra khi mà mình không lột tả được hết cái bản nhạc cũng như là mình không hiểu thấu được cái tâm trạng của tác giả khi viết nên những cái lời thì làm thế nào mà mình chuyển đạt đến khán giả, mà nếu mà chính ca sĩ không thích thì làm sao khán giả thích được. Thưa anh đúng như vậy ạ. Thế rồi sau đó thì từ ngày mà ra hải ngoại này, Lệ Thu có gặp lại anh Trường Sa không, hay là mãi đến hôm nay khi mà thực hiện chương trình Paris by Night 70 có nhạc sĩ Trường Sa đây thì chị mới gặp lại? Dạ thưa anh, Thu nhớ là cách đây 2 năm thì nhạc sĩ Trường Sa có từ
Ontario từ ở bên Canada, Canada. Có sang bên quận Cam chơi, từ bên tức là bên Mỹ đấy ạ. Vâng. Thì quận Cam là một phần của Mỹ, cũng như Los Angeles là một phần. Vâng. À, Thu có được gặp anh trong một cái tiệm phở ngon lắm. Tiệm phở đó là tiệm phở Nguyễn Huệ. Quý vị có thể thấy là nhạc sĩ gặp ca sĩ toàn gặp tiệm phở không ạ? Bởi vì phở là món ăn thuần túy của đất nước chúng tôi. Anh Lê Dinh ấy, lúc nãy cũng giao nhạc cho Hoàng Oanh ở tiệm phở. Rồi bây giờ lại đến Trường Sa lại cũng gặp lại Thu toàn tiệm phở không? Rồi sao? Rồi thì Thu gặp lại anh thì anh cũng mừng lắm. Rồi anh cũng giao cho Thu một số bài mới. Thật ra thì ít lắm chứ không có nhiều đâu. Nhưng mà Thu để dành đó, để có dịp thì Thu sẽ lại thâu một cuốn băng khác nữa. Của anh Trường Sa ở hải ngoại. Dạ vâng, chắc là Thu phải tìm một mớ bài vào. Dạ vâng. Rồi mới thành một cuốn băng. Cảm ơn chị Lệ Thu. Lâu lắm thì mới gặp lại chị. Mà chị đã đến với chương trình Paris by Night là một cái niềm vui cho trung tâm cũng như là cho khán giả. Và nhất là chắc là một cái niềm vui lớn cho tác giả Trường Sa. Chị còn muốn bày tỏ gì nữa không? Dạ thưa anh không, tại vì Thu vốn nhát, thành ra là nãy giờ Thu cũng liều mình lắm rồi đấy. Vâng, nói vậy là nhiều rồi đấy phải không ạ? Dạ vâng, vâng, cảm ơn chị Lệ Thu rất là nhiều. Và bây giờ xin tạm ngưng câu chuyện với chị Lệ Thu để mời quý vị nghe một nhạc phẩm thứ hai trong phần của nhạc sĩ Trường Sa, bản nhạc mà chị Lệ Thu vừa nhắc đến, Rồi Mai Tôi Đưa Em. Thưa quý vị, nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Xin mời nữ ca sĩ Hương Thủy qua hậu chuyện quý vị. Thưa quý vị, đó là một bài ca dao miền Nam rất là chất phác, nhưng nó thấm vào lòng chúng ta, nói về tình cha mẹ, con cái, đặc biệt là người mẹ. Hương Thủy xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Và Hương Thủy xin kính chào quý vị. Cô ơi, nếu hôm nay cô lên Paris by Night, tất nhiên là sau khi quý vị khán thính giả khắp nơi coi cuốn băng này sẽ biết, sẽ nhìn cô rất nhiều. Thì bây giờ nếu tôi ra đường có người hỏi tôi là chú Ngạn ơi, Hương Thủy là ai, thì tôi trả lời như thế nào? Dạ, Hương Thủy cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chút về mình là Hương Thủy vừa định cư tại Mỹ được 5 tháng. Và may mắn là Hương Thủy được diễn lần đầu tiên trên sân khấu của Thúy Nga. Và cũng là lần đầu tiên Hương Thủy được diễn trước khán giả của hải ngoại. Và Hương Thủy là đã từng học trường nghệ thuật sân khấu 2 cải lương. Bộ môn nghệ thuật cải lương thì lúc Hương Thủy tốt nghiệp thì bộ môn đó không còn được phát triển nữa. Thì Hương Thủy mới chuyển sang hát dân ca. Mặc dầu hát dân ca nhưng mà Hương Thủy vẫn theo dõi những cái chương trình hoạt động của sân khấu cải lương. Thì sau đó Hương Thủy tham gia những cái cuộc thi và Hương Thủy đã đoạt được giải Huy chương vàng bông lúa vàng giọng ca cải lương và đoạt được giải Huy chương bạc ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Và Hương Thủy liền đoạt giải nữa là Huy chương vàng dân ca Nam Bộ. Cô mới qua được có 5 tháng, có lẽ là cũng chưa có ăn thức ăn của Mỹ nhiều. Hamburger, rồi hot dog, McDonald's chưa có. Thành từ cái chất giọng của cô nó vẫn còn đậm đà cái nét của quê hương miền Nam qua cái bài vừa rồi cô mới hát. Thì thay mặt cho trung tâm Thúy Nga cũng như là đại gia đình anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại chào đón cô đến với trung tâm Thúy Nga. Đây là lần đầu và chắc chắn là sẽ còn những lần kế tiếp. Nhưng mà xin hỏi thêm cô là thật sự trong lòng cô, nếu bây giờ trung tâm Thúy Nga mời cô hát cải lương và hát tân nhạc thì thứ nào cô cảm thấy thoải mái hơn? Dạ, cải lương là cái gốc của Hương Thủy. Hương Thủy nghĩ rằng nếu mà được hát cải lương thì Hương Thủy sẽ hát thoải mái hơn. Và trước khi chia tay với quý vị khán giả, Hương Thủy cũng ước mong rằng quý vị đón nhận Hương Thủy. Bởi vì lần đầu tiên Hương Thủy đến với sân khấu có thể là nhiều cái bỡ ngỡ và có gì quý vị thông cảm bỏ qua cho. Và Hương Thủy cũng xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cái bài vừa rồi thưa quý vị cũng biết là đó là một bài ca dao. Như chúng tôi đã thưa với quý vị, ca dao của miền Nam nó có một cái đặc tính
là những lời lẽ chất phác, bình dị, nhưng mà vì vậy cho nó đi thẳng vào tâm hồn người ta hơn là ca dao của miền Bắc, vì nó có lâu đời, nó gọt rũa, nặng tính cách văn chương hơn, nhưng mà đôi khi khó hiểu hơn như là ca dao miền Nam, như những câu về mẹ. Trong đó có cái câu là nhân tiện cô đứng đây, và trong đó có câu là mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau, phải không cô? Dạ, dạ vâng. Như xôi nếp một, như đường mía lau. Xôi nếp một là gì cô? Dạ, thì nghe hồi lúc Thủy hát cái bài này thì nhạc sĩ có nói là xôi nếp một là cái xôi nó dẻo nhẹo luôn. Nó dẻo thiệt là dẻo, không biết, nó dẻo hơn những cái loại xôi khác. Tức là theo tôi hiểu dạ. Đó, tại vì nhiều người người ta nghe người ta tưởng lầm là như xôi nếp mật, nhưng mà thật sự ra đọc trong sách cũng như là nghe những người miền Nam hát dạ. Đọc câu ca dao đó là như xôi nếp một. Yeah. Tôi nghĩ một đây tức là cũng như là first class, yeah. Hạng nhất đó, yeah. Tức là có phải không cô? Yeah. Hạng nhất. Nhưng mà cô thì cô không có nói là hạng nhất, mà cô nói là nó dẻo. Tại có lẽ là dẻo hơn tất cả mọi thứ nếp khác, yeah. Phải không cô? Yeah. Vâng. Thì đó, thì cái câu đó mà có nhiều em bé cũng hỏi tôi. Thì nhân, tại vì thưa quý vị, như lúc nãy tôi thưa quý vị là thư hỏi nhiều quá về những cái ca dao tục ngữ, nhưng mà nó có một cái dịp, chẳng hạn như dịp này thì tôi mới sực nhớ ra cái câu là như xôi nếp một, thì nhân đây một lần nữa xin cảm ơn cô Hương Thủy và chúc cô sẽ thành công lớn trên bước đường nghệ thuật tại hải ngoại mai sau. Dạ, xin chân thành cảm ơn cô. Trước hết là xin phép để được gọi chị Thái Thanh, là theo đúng cái truyền thống của đại gia đình văn nghệ. Và thưa quý vị, rất hiếm khi mà chúng ta có một cái dịp mà kết hợp hai thế hệ là thân mẫu với lại con gái yêu mà giọng hát. Thưa quý vị, là nghe hai giọng hát thì đứng ở trong kia không phân biệt được. Khó có thể nào mà tưởng tượng là tiếng hát ấy lại từ một mái đầu đã điểm tuyết xương như thế này. Thì đúng là một cái dịp rất hân hạnh, và đã lâu lắm mới được mời chị trở lại sân khấu. Thì xin chị chắc là cũng cho quý vị khán thính giả đây một đôi lời cảm tưởng. Dạ thưa quý vị, cái trước tiên đó là Thái Thanh phải nói thật lòng là Thái Thanh vô cùng sung sướng được đứng trước quý vị. Anh Ngạn nhỉ, có lẽ cái cuốn Paris by Night của Thái Thanh những năm trước có thể đã đến 6-7 năm rồi phải không anh nhỉ? Dạ vâng ạ, thưa ở bên Toronto, Canada, vâng, 6-7 năm rồi, vâng. Dạ. Thành ra hôm nay Thái Thanh lại được đứng lại trước quý vị thế này, Thái Thanh vô cùng sung sướng, xin nhắc lại một lần nữa, xin cảm ơn quý vị. Nhưng mà con gái bây giờ hát chung với mẹ thì thấy thế nào? Xin chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, câu hỏi của anh Nguyễn Ngọc Ngạn là một điều mà thật sự ra Y Lan nghĩ rằng là phải nói là rất xúc động và rất sung sướng. Cái chữ sung sướng của mẹ một thì Y Lan phải sung sướng tới cả trăm cả ngàn lần. Tại vì thần tượng của Y Lan quý vị từ những ngày Y Lan còn là baby, còn nằm trong bụng đã được nghe mẹ hát rồi. Và không bao giờ tưởng tượng là có một ngày mà Y Lan được đứng cùng một sân khấu mà lại còn được đứng hát chung với lại Thái Thanh nữa. Thành ra Y Lan nghĩ đây là một diễm phúc lớn nhất của cuộc đời của Y Lan. Và cái điều quan trọng hơn nữa thì thưa quý vị, Y Lan nghĩ rằng là phải làm sao mà một mai tóc Y Lan cũng được cái màu trắng này, không phải dễ đâu quý vị, tự nhiên đấy, không có nhuộm. Nhưng mà làm sao mà tóc Y Lan trắng mà Y Lan vẫn được đứng trước khán giả để mà hát bởi lòng thương của quý vị. Điều đó mới là quan trọng. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Y Lan. Thưa quý vị, không phải là Thái Thanh chỉ là thần tượng của Y Lan là con gái đâu. Thái Thanh qua bao nhiêu thế hệ vẫn là thần tượng của biết bao nhiêu triệu khán giả Việt Nam, của triệu thính giả Việt Nam, những người yêu tiếng hát Thái Thanh cho đến ngày hôm nay. Xin được thay mặt Trung tâm Thúy Nga và xin quý vị cho phép tôi được thay mặt quý vị để chúc Thái Thanh sức khỏe vẫn dồi dào và tiếng hát vẫn cứ như thế này mãi, để có dịp lại được trở lại lên sân khấu để gặp gỡ quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin mời Hoàng Oanh với chương trình tới thưa chuyện quý vị khán thính giả.
Kính chào quý vị. Xin chào anh Ngài. Hoàng Anh xin kính chào quý vị khán giả. Xin mến chào anh Nguyễn Ngọc Ngạn. Thưa quý vị, là Hoàng Oanh thì đã đến với chương trình Paris by Night trước đây và cũng đã có lần mà tôi được tiếp chuyện Hoàng Oanh trên sân khấu. Nhưng mà anh Trung Trình thì đây là lần đầu tiên, thành thử xin hỏi anh trước là, thưa anh, tôi biết anh là bác sĩ quân y ngày trước, thì bộ đồ anh mặc hôm nay có phải là những kỷ niệm của anh thời trước 75 không thưa anh? Kính thưa quý vị, thưa anh Ngài, thưa đúng vậy. Ngày xưa tôi là bác sĩ quân y của sư đoàn Tứ Quân Lục Chiến và tôi đã đi nhiều đơn vị trong sư đoàn này. Thưa anh, cái thời mà anh hát một bài rất nổi tiếng vào thập niên 60 phải không nhỉ? Khoảng, dạ vâng. Vâng, làm bài mà Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương. Bài đó là khi mà vừa mới phát trên đài phát thanh, coi như lần đầu tiên, thì tất cả thính giả của miền Nam nghe qua làn sóng điện, nhất là cái thế hệ của chúng tôi, cái thế hệ của anh, của Hoàng Oanh là cái, thì ai cũng say mê bản đó cả. Cái lúc mà anh bắt đầu hát bài đó với Hoàng Oanh thì lúc đó là anh đang học y khoa hay là anh đã thành bác sĩ rồi? Dạ, thưa, lúc đó thì tôi bắt đầu vào trường y khoa, Đại học Y khoa Sài Gòn, và tôi thu thanh bài hát đó vào hãng đĩa sóng nhạc với cô Hoàng Oanh năm 1966. Ai là người đưa ra cái ý kiến đó để Hoàng Oanh hát với lại anh Trung Trình? Dạ thưa quý vị, thưa anh Ngạn, Hoàng Oanh nhớ là vào khoảng giữa thập niên 1960 thì lúc đó là chiến trường của miền Nam Việt Nam đang rất là sôi động. Các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang chống giặc ngoài biên cương, cho nên rất cần đến sự hỗ trợ tinh thần của lớp người ở hậu phương. Và vì lẽ đó cho nên có rất nhiều những bài ca về lính đã ra đời từ đó. Và một trong những bài hát đó chính là bài Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương của nhạc sĩ Minh Kỳ. Và bài hát này thì là hãng dĩa có nhã ý mời Hoàng Oanh và anh Trung Chỉnh hát chung, hát song ca trong dĩa hát. Và bài hát đó được hát đi hát lại rất nhiều lần ở trên đài phát thanh. Và do đó thì là cũng có một số dư luận và báo chí có gán ghép tên Hoàng Oanh và anh Trung Chỉnh với nhau. Thì lúc đó thú thật là Hoàng Oanh cũng không mấy gì vui. Hoàng Oanh có cái cảm tưởng ở trong lòng là giống như là mình có một cái mối oan tình mà không thể giải bày được. Cho nên hôm nay Hoàng Oanh xin anh Ngạn cho Hoàng Oanh được nói một câu được không ạ? Oan nhưng mà 40 mấy năm rồi còn giải làm gì nữa? Mà Hoàng Oanh chưa có hết. Không, nhưng mà thôi, Hoàng Oanh muốn giải thì cứ việc giải đi, cứ việc giải đi. Dạ thưa Hoàng Oanh muốn nói rằng là từ trước cũng như sau này, hay là luôn luôn Hoàng Oanh vẫn coi anh Trung Chỉnh giống như là anh của Hoàng Oanh vậy. Có phải như vậy không hả Hiền Huynh? Kính thưa quý vị, chồng của Hoàng Oanh là anh Mã Gia Minh, là một dược sĩ, và chúng tôi là trong giới y khoa với nhau, và chúng tôi đã quen với nhau từ hơn 30 mấy năm nay. Tôi nghĩ rằng anh Minh và nhà tôi không có quan tâm nhiều lắm trên vấn đề chúng tôi hát chung với nhau. Dạ thưa, cảm ơn anh, cảm ơn Đại Huynh. Hôm nay Hoàng Oanh rất vui mừng và được dịp tái ngộ với anh Trung Chỉnh và được cùng hát với anh Trung Chỉnh, cùng hát với nhau trong một bài hát song ca trên sân khấu của Thúy Nga Paris. Trước khi mà chia tay thì xin hỏi anh Trung Chỉnh câu là, thế thưa anh, sao mà mấy chục năm nay thì anh làm gì mà chẳng thấy anh liên lạc, chẳng thấy anh trở lại sân khấu? Kính thưa quý vị, tôi là một y sĩ điều trị ở trên bệnh viện của cựu chiến binh Hoa Kỳ ở Oklahoma. Đồng thời tôi cũng có mở phòng khám bệnh trên đó. Tôi cũng có đi
trình diễn ở tại những chương trình văn nghệ địa phương. Thỉnh thoảng thì cũng có xuống đây thu thanh những đĩa hát cho trung tâm Hoàng Oanh cũng như là trung tâm Trường Thanh, và đi show một số tiểu bang cũng như ở Canada. Nhưng mà cuối năm nay thì tôi sẽ về đây ở tại thủ đô Quận Cam. Anh Nhạn và quý vị ở đây nếu có ấm đầu sổ mũi xin mời đến văn phòng chúng tôi, tôi sẽ xin săn sóc chu đáo. Vâng, xin cảm ơn chương trình và Hoàng Oanh một lần nữa. Và chúng tôi hy vọng có dịp lại được diện kiến chương trình Hoàng Oanh trên Paris By Night. Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị một cái màn dàn dựng đặc biệt để mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Giọt Tình của Trần Huân. Mời quý vị chào đón nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu. Cháu hiện đang ở đâu? Dạ thưa chú, hiện giờ cháu đang định cư tại tiểu bang Florida. Bao lâu rồi? Dạ được 11 năm rồi ạ. 11 năm, tức là cháu vẫn đang đi học. Như vậy có nghĩa là cháu học trung học và bây giờ... Dạ thưa, cháu đang học ở tại University of Central Florida. Môn gì cháu? Dạ cháu đang major vào Economics. Bây giờ nếu mà cháu mới lên Paris By Night một hai cuốn thôi, lần đầu là cháu hát cho người tình lỡ phải không? Dạ thưa đúng. Chú đã thấy khán giả chú ý tới cháu nhiều qua những thư từ cũng như là trên internet. Bữa nay cháu trình diễn như thế này chắc là quý vị cũng thấy cháu còn trẻ, cháu qua đây đã lâu, ở 11 năm học trung học và đại học mà cháu hát tiếng Việt như thế này thì rất dễ tạo một cái ấn tượng tốt đối với quý vị khán thính giả khắp nơi. Nhưng bây giờ nếu mà cháu thành công, và có thể là cháu sẽ thành công để cháu trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, thì cháu có bỏ học để mà cháu nối tiếp con đường này không? Chú hỏi điều này cháu hơi khó trả lời. Nhưng mà nếu như mà cháu mà bỏ học một cái là bố cháu sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà ngay lập tức. Không, nhưng mà bố vậy là tốt cháu. Nhưng mà thưa chú thì cháu rất muốn đi học, vì cháu muốn có cả về nghề hát và một nghề nào đó nữa mà cháu đang pursue vào nghề business. Yeah. Thế thì bây giờ cái câu hỏi này cũng quan trọng, mà phần lớn là các bạn trẻ khắp nơi, mà mỗi lần mà chú giới thiệu một ca sĩ mới thì quý vị cũng để ý, mỗi lần giới thiệu một ca sĩ mới, phỏng vấn ca sĩ mới, tôi đều hỏi có một câu thôi, là cái câu mà các bạn trẻ rất muốn biết. Và cho nên là tôi muốn để tất cả những khuôn mặt mới trên Paris By Night có được cái cơ hội trình bày cái kinh nghiệm của mình đối với các bạn trẻ muốn chọn cái con đường ca hát. Thì bây giờ chú hỏi cháu là cháu nói thật rõ ràng là làm thế nào để cháu đến với Paris By Night? Dạ thưa chú, là ở nhà cháu đã thâu một cái demo gồm hai bài hát, là bài Tình Phụ và bài Dù Tình Yêu Đã Mất, và cháu đã gửi vào cho trung tâm vào cái địa chỉ ở đằng sau của cuốn băng Thúy Nga đó. Rồi thì cháu cũng được may mắn và được cô Thủy nghe được giọng của cháu, và cô thấy là cháu cũng có thể hát được, cho nên là cô cho cháu cơ hội để mà đến với quý vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Một lần nữa xin thay mặt cho trung tâm Thúy Nga để mà chào đón cháu vào với đại gia đình Paris By Night. Và với một cái khuôn mặt trẻ trung, thư sinh như thế này, và với một cái tiếng hát khỏe mạnh và cái lối trình diễn nhẹ nhàng như vậy, thì chú tin chắc rằng là cháu sẽ còn tiến rất xa. Dạ, cháu xin cảm ơn chú và quý vị khán giả rất nhiều. Xin cảm ơn. Mời chủ diễn cho mình tới câu chuyện với quý vị. Thưa quý vị, vào thập niên 60, khi mà Chế Linh bắt đầu góp tiếng hát trong nền văn nghệ của miền Nam chúng ta, thì chắc chắn là quý vị cũng như chúng tôi còn nhớ, anh là người đã khai phá một cái cách trình diễn mới, một cái lối hát mới mà trong văn nghệ người ta gọi đó là một hiện tượng, hiểu theo nghĩa là rất nhiều người đương thời cũng như các thế hệ nối tiếp đều muốn đi theo cái bước chân của anh. May quá mấy chục năm sau thì chúng ta mới gặp được một đệ tử chân truyền
là Trường Vũ ở đây. Mà nếu quý vị nghe, quý vị cũng giật mình mà không có nhìn thấy hai ông, thì cái giọng ca có nhiều câu nó giống nhau lắm. Như vậy thì xin hỏi Chế Linh là bây giờ được một người như thế thì Chế Linh có cảm thấy vui mừng hay là hãnh diện có cái người nối tiếp cái lối trình diễn của mình không? Cảm ơn anh Ngạn. Chế Linh xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cho tôi những cái tên tuổi ngày hôm nay. Và thật sự mà nói, tôi rất cảm ơn trời đất đã cho tôi một đứa em có thể nói là hát như tôi. Và đồng thời, cái tiếng hát của tôi Trường Vũ đã đem đi khắp nơi. Cũng như tôi không có mặt hay là có mặt, thì quý vị cũng đã nghe Trường Vũ coi như tôi đã có mặt. Thành thử cảm ơn Trường Vũ rất nhiều. Và cũng mong Trường Vũ cũng sẽ hướng dẫn những đứa khác. Tức là ở trong tương lai ráng kiếm những đứa khác, miên cũng được, tàu cũng được, mà không phải Việt Nam nghe, Ấn Độ cũng được, mà hát tiếng Việt Nam cho rành như Trường Vũ vậy. Thưa ông, xin trước khi Trường Vũ hầu chuyện quý vị, chúng tôi phải xin diễn dịch thêm là như này. Chế Linh nói đúng, tại vì Chế Linh là người gốc Chàm, Trường Vũ là người gốc Hoa. Hai người, đối với người Việt Nam thuần túy thì bây giờ thì cả hai đều là người Việt Nam, nhưng mà gọi là thuần túy thế hệ này, thế hệ ngày trước thì là tổ tiên là không phải là người Việt Nam mà hát tiếng Việt mùi như vậy, truyền cảm như vậy. Đó là một điều rất quý. Cho nên là khi tôi nói riêng với Trường Vũ thì Trường Vũ nói là cũng sẽ đào tạo một cái lớp đàn em mới để nối nghiệp Trường Vũ, có đúng không em? Trước hết trả lời câu hỏi của anh Trường Vũ, xin kính chào quý khán giả. Mà nhờ có khán giả mà Trường Vũ mới có ngày hôm nay, cũng xin chúc cho khán giả có một đêm thật là vui, và cầu chúc cho thầy mình hát mãi cho tới 100 tuổi. Cảm ơn. Để trả lời câu hỏi của anh thì thực tế ra em thì học thầy Di Khánh, nhưng mà cái lối hát của em thì hơi giống thầy Chế Linh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, tôi cũng là đàn em của anh Duy Khánh, và anh Duy Khánh đã hướng dẫn tôi rất nhiều ở trong cái lĩnh vực văn nghệ, và tôi cũng tiếp theo đó để tôi hướng dẫn những đứa em chúng tôi sau này để tiếp nối con đường nghệ thuật. Thì tôi cũng nói với Trường Vũ rất nhiều lần, đừng có bao giờ kêu sư phụ ưa chết sớm lắm. Kêu thầy thì cũng không được, nên kêu anh em đi, nó dễ hơn và nó trẻ cho tôi hơn, tội nghiệp tôi. Một lần nữa xin cảm ơn Chế Linh và Trường Vũ, và hy vọng là thầy hay trò thì tiếng hát cứ vẫn tiếp tục vang mãi trong cộng đồng người Việt. Và thưa quý vị, bây giờ để nối tiếp chương trình, quý vị sẽ thấy sân khấu rực rỡ một màu đỏ là bởi vì chúng tôi dựng theo nhạc cảnh là lồng đèn đỏ, tức là cuốn phim Race The Red Lantern mà quý vị đã từng coi trong phim hay là kịch. Thưa quý vị, là trong nhạc phẩm Người Về Từ Giấc Chiêm Bao của Nguyễn Minh Anh, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị hai tiếng hát Loan Châu và Bảo Hân. Chúng tôi mời Như Quỳnh, Như Mạnh Quỳnh tới hầu chuyện quý vị trong giây lát. Thưa quý vị, dĩ nhiên là trên Paris By Night, quý vị thường thấy là Như Quỳnh thì song ca với Trường Vũ, mà Mạnh Quỳnh thì hát chung với Phi Nhung. Đó là một cặp song ca đã nằm trong tâm khảm quý vị. Hôm nay, lần đầu tiên chúng tôi kết hợp hai tiếng hát này là nó có hai nhu cầu. Cái thứ nhất là muốn thay đổi trong chương trình song ca, nên chúng tôi làm lần đầu tiên Như Quỳnh với Mạnh Quỳnh. Và thứ hai là bởi vì Như Quỳnh với Mạnh Quỳnh, chúng tôi vừa được biết là có một cái dự án trong tương lai mà Mạnh Quỳnh thực hiện, nhưng mà nó có dính dáng tới Như Quỳnh. Thành thử ra để mời Mạnh Quỳnh nói một vài câu thưa chuyện với quý thính giả. Trước khi trả lời câu hỏi của chú, cũng như là nói cho quý vị biết cái plan của Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh, thì Mạnh Quỳnh xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả tại San Jose. Kính thưa quý vị,
Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh được sự hỗ trợ của Trung tâm Thúy Nga thì tụi em sắp sửa và cho hoàn tất bộ DVD cải lương Nửa đời hương phấn của Son Giả, Hà Triều, Hoa Phượng. Và lần đầu tiên trong cái cuốn DVD này có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Như Quỳnh sẽ thủ vai Hương, cái vai mà ngày xưa cố nghệ sĩ Thanh Nga rất là thành danh và rất là nổi tiếng trong cái vai này. Tức là lần đầu tiên Như Quỳnh hát vọng cổ. Dạ đúng. Còn không mau biểu diễn vài câu. Còn không mau. Xin cảm ơn quý vị. Hương à. Hả? Hương. À, hôm nay anh đến đây là muốn báo cho em hay một tin rất là quan trọng đó em à. Tin quan trọng? Anh quyết định cưới em làm vợ đó. Hả? Anh cưới em? Anh nói thiệt. Em à, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Vì chuyện cưới nhau đâu phải là chuyện mua bán đổi trao, mà là một sự hòa hợp giữa hai cuộc đời của hai kẻ yêu nhau, không rào trước, không đón sau, không cần phân đo lường, không biết chi là điều hơn lẽ thiệt, mà chỉ có tấm lòng trọn vẹn. Em ơi, dẫu mai này sự thế ra sao, anh quyết cũng không hài lòng. Nếu anh đã vì sự say mê đắm đuối thì chắc hẳn sau này có ngày anh sẽ hối hả, rồi cảm thấy hôn nhân là một điều tội lỗi. Làm quen ngô một đời trai cũng trong sạch như ai. Quý vị nghe Như Quỳnh hát hết sảy không? I told you it's very easy. Not easy. Đó là tại vì chưa có đàn đó. Chứ mà nếu mà có đàn hát thành một cái vở tuồng đàng hoàng, tôi chắc chắn là quý vị sẽ ngạc nhiên và ủng hộ. Cháu ơi, nhân tiện cho chú hỏi là chừng nào thì cái bộ DVD Nửa đời hương phấn của cháu và Như Quỳnh hoàn tất? À, và nhân tiện cháu cũng phải kể thêm các nghệ sĩ đóng góp trong đó nữa chứ. À, dạ cảm ơn chú. Thưa quý vị, ngoài sự góp mặt của Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh thì trong đây, trong cái cuốn video này, Mạnh Quỳnh đã mời được nữ danh ca Hương Lan, Chí Tài, Hoài Linh, Linh Tuấn, Hương Thủy, Tuấn Hùng và nữ nghệ sĩ Đoan Thi. Như vậy Như Quỳnh là vai chính. Dạ, Như Quỳnh trong dây Hương, còn Quỳnh là Tùng. Dự trù chừng nào cháu sẽ có cuốn băng đó trên thị trường? Cháu nghĩ nếu mà trễ lắm thì khoảng vào Tết dương lịch. Tết năm nay? Dạ, năm 2006. Chúng tôi phải chúng tôi cũng phải vỗ tay để cổ võ cái sức làm việc của Mạnh Quỳnh rất là chu đáo. Và dĩ nhiên là đây là một cái sự khuyến khích lớn đối với Như Quỳnh, bởi vì bao nhiêu năm qua thì cũng có nhiều người mà mời được Như Quỳnh, mời tha thiết mời Như Quỳnh bước sang lĩnh vực cải lương, nhưng mà Như Quỳnh vẫn cứ từ chối bởi vì muốn giữ một cái đường đi riêng của mình. Nhưng mà có lẽ phải phục tài Mạnh Quỳnh là người duy nhất đã dụ được Như Quỳnh. Một lần nữa xin cảm ơn Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh. Xin cảm ơn chú và cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Chú mời Quang Lê tới bên này để thưa chuyện với quý vị trong giây lát. Thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi là Đập vỡ cây đàn của tác giả Hoa Linh Bảo. Quý vị cũng thấy được là nó nói lên một cái cảnh thực tế ở đời sống. Mà quý vị nghe tiếng hát của Quang Lê trình diễn, quý vị cũng thông cảm nỗi lòng của chàng trai đó. Quang Lê xin được phép trân trọng kính chào quý khán giả của Trung tâm Thúy Nga. Và cháu chào chú. Trước khi mà thưa chuyện với quý vị thì thế này. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị còn nhớ là lần đầu tiên mà khi chúng tôi nói chuyện Quang Lê ở bên Paris, khi mà sau khi Quang Lê hát
Xương Trắng miền quê ngoại và gây một cái ấn tượng lớn trong lòng khán thính giả khắp nơi. Thì Quang Lê trong cái buổi phỏng vấn đó có hát một câu hò Huế để tặng quý vị và quý vị rất là yêu thích. Thì bây giờ trước khi mà hầu chuyện quý vị thì đây là thay cho lời chào, thì chú muốn cháu lại cống hiến quý vị một vài giai điệu hò Huế. Chú cho cháu một chút, tại vì bây giờ đứng đây mặc dù là 3 năm rồi mà cháu vẫn có cảm giác rất là run như ngày đầu mà cháu đứng ở Paris. Cho nên xin quý vị cho Quang Lê một giây để Quang Lê lấy bình tĩnh, rồi Quang Lê sẽ hát lại một câu bài Huế. Dĩ nhiên là kỳ này khác bài xưa rồi, tại giờ là mấy năm rồi phải khác chút. Mưa chờ đóng ba rửa mưa qua giá hồi, ai về thành nội ai đợi vắng lâu, giọt mưa còn nặng nỗi sâu. Sông Hương muôn thuở, sông Hương muôn thuở còn sâu ân tình. Hương tư chiều nay ai có đợi mình, chiếc nón bài thơ nghiêng nghiêng che mặt. Quý vị, khi mà cháu vừa nhớ xong bây giờ cháu lại quên. Bây giờ cháu ép cúi đầu má đỏ hay hay, mai một này nếu phải chia tay, chắc nước sông Hương còn đông đầy thương nhớ. Dạ bây giờ là nhớ rồi. Con Lê lên đây, con Lê giái tổ mấy lần rồi. Vậy là chắc lòng con hôm nay không có được thành mấy đó chú ơi. Không, cái đó là tại vì cháu xúc động thôi. Vì cháu nhớ lại cái buổi đầu, tại chú gợi nên cho cháu cái buổi đầu. Thì thôi bây giờ đang nói chuyện buổi đầu, khi mà cháu bước lên sân khấu, Thúy Nga cũng là cái sân khấu lớn đầu tiên mà cháu đặt chân lên để khởi nghiệp làm ca sĩ. Thì thời gian như cháu vừa nói là mới có 3 năm, nhưng mà chú cũng thấy là cháu đi bước tiến rất là dài. Bởi vì rằng CD cháu bán chạy, show cháu rất là nhiều, và khán giả ái mộ gửi thư về cho cháu qua chú khá nhiều. Bây giờ hồi tưởng lại đi, cái giây phút mà vừa rồi cháu hồi hộp đó, cháu nghĩ thế nào, cháu có chờ đợi cháu có ngày hôm nay không? Kính thưa chú, kính thưa quý khán thính giả, là khi mà Quang Lê bước vào cái nghề này thì Quang Lê cũng mang một cái mơ ước như bao nhiêu ca sĩ khác, hoặc là bao nhiêu nghệ sĩ mà bắt đầu dấn thân vào cho âm nhạc, nghệ thuật, cho cổ nhạc, vân vân. Thì Quang Lê vẫn mang một cái ước mơ là những cái điều nghệ thuật mình làm được khán giả đón nhận, và nói một cách khác là thành công. Thì đường đời thì cũng có khi thành công và cũng có những người là không. Và bây giờ thì Quang Lê không biết là mình đang ở đâu, nhưng mà cái điều mà Quang Lê đang vui mừng là những bức thư tay mà quý khán giả khắp nơi viết, dán tem gửi về cho Quang Lê, những cái lời khích lệ, thì đó là một cái món quà tinh thần lớn nhất để cho Quang Lê biết rằng Quang Lê phải cố gắng nhiều và nhiều hơn nữa để mà đáp lại những cái tấm tình cảm mà quý vị đã bỏ ra từng giờ mà viết lá thư cho Lê. Hoặc là một khi đi sâu thì quý vị có những cái lời khuyên rất chân thành, và cái đó là cái điều quan trọng mà Quang Lê muốn mượn sân khấu này để cảm ơn quý vị và luôn luôn cố gắng để không phụ lòng quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn. Chú cảm ơn cháu và chú chúc cháu vẫn cứ tiếp tục thành công như thế. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị một đoạn cải lương ngắn, đó là sáng tác của Mạnh Quỳnh qua phần trình diễn của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh và nghệ sĩ Lão Thành Văn Trung. Thưa quý vị, hôm nay nhân thực hiện chương trình với nhạc sĩ Thanh Sơn, chúng tôi có mời một ca sĩ mà có những kỷ niệm gắn bó lắm đối với nhạc sĩ Thanh Sơn, đó là thưa quý vị, nữ ca sĩ Sơn Ca. Sơn Ca xin kính chào quý vị khán giả của Trung tâm Thúy Nga.
Dạ, xin chào chú Thanh Sơn và xin chào anh Ngạn. Khoan khoan, ông này ông ấy với tôi gần như ngang tuổi nhau. Cô tự nhiên kêu ông này bằng chú, kêu tôi bằng anh là thế nào? Anh có than phiền gì không? Hơi buồn chút xíu thôi. Dạ thưa, tại vì anh Ngạn đẹp trai hơn chú Sơn. Tôi phải công nhận cô là người biết nhận xét. Nhưng mà thưa quý vị, là Sơn ca vào khoảng đầu thập niên 70 có vào ngay, thì là một tên tuổi mới vào nghề nhưng mà nổi bật rất là nhanh, vì cô đã sinh hoạt rất nhiều chung với những nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ, mà trong đó có nhạc sĩ Thanh Sơn. Thành từ bây giờ đã nhân dịp gặp lại nhạc sĩ Thanh Sơn, thì tôi xin cô nói lại một chút kỷ niệm sinh hoạt trước năm 75. Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa chú Sơn, sở dĩ Sơn ca gọi chú Sơn bằng chú là tại vì hồi trước thì Sơn ca nhớ là chú Thanh Sơn, chú Hoàng Thi Thơ và chú Ngô Thụy Miên là người bạn thân của ba Sơn ca và hay tới nhà chơi rất là nhiều lần. Thì lúc đó mọi người đều gọi ba Sơn ca bằng anh, thì Sơn ca bắt buộc phải gọi mấy chú bằng chú. Dạ, mà thưa bây giờ thì như quý vị đã biết, trong văn nghệ thì không có tuổi, thành thử là bây giờ Sơn ca xin phép được gọi chú Thanh Sơn bằng anh Thanh Sơn. Trời ơi, tôi nghe Sơn ca gọi tôi bằng anh, tôi mừng quá trời. Thấy mình trẻ được 10 tuổi. Dạ. Dạ, thưa cảm ơn anh. Và thưa anh có thấy là như là sân khấu nãy giờ trình bày những màn rất là hay, những bài hát của bác Xuân Tiên cũng như những bài hát của anh, thì anh có nhớ lại là sân khấu Maxim ngày nào mình hoạt động với chú Thơ không anh? Nãy giờ anh nhìn thấy hình ảnh của nhà hàng Maxim trước 75. Thưa anh Ngạn, thưa quý vị khán thính giả, nhắc đến nhà hàng Maxim thì nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Và lúc đó tôi với cô Sơn ca cộng tác với nhà hàng Maxim. Tôi còn nhớ khoảng giữa năm 72 bắt đầu sang năm 73, tôi có sáng tác một bài mới nhất. Cái bài đó có tựa đề là bài Ngợi ca quê hương. Tôi đưa cho cô Sơn ca và tập cho cô hát liền. Cũng may mắn là bài hát đó qua giọng hát của Sơn ca và Thái Châu thì được dư luận đón nhận và mến mộ bài hát đó. Chờ tới ngày hôm nay, cô Sơn ca và Thái Châu còn nhớ tới bài đó và chốc nữa sẽ xin hát lại bài hát bài Ngợi ca quê hương. Dạ, cảm ơn anh đã cho em hát những bài hát thật là hay của anh. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi mời quý vị lùi lại bản nhạc gốc và hai người ca sĩ đầu tiên đã trình bày và bây giờ sẽ trình bày lại trước mặt quý vị đây, bài Ngợi ca quê hương của Thanh Sơn qua hai tiếng hát Sơn ca và Thái Châu. Xin mời Hoàng Oanh và Phương Dung lại thưa chuyện quý vị trong giây lát. Hoàng Anh xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Phương Dung, Phương Dung xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Paris By Night. Quý vị hẳn cũng còn nhớ, trước đây bao giờ cũng giới thiệu Phương Dung là con nhạn trắng gò công và Hoàng Oanh là con chim vàng Mỹ Tho. Là vì hai người gần như là đồng hương ở lục tỉnh với nhau. Chúng tôi nghe lại cái bài vừa rồi, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Bao nhiêu cái cảm xúc giống như nằm nghe đài phát thanh thời xưa. Đây có phải là bản nhạc mà Phương Dung với lại Hoàng Oanh đã thâu đĩa hoặc là trình diễn nổi tiếng thời đó hay không? Dạ thưa, kính thưa quý vị và dạ, thưa anh Ngạn, bài hát này hôm nay đã làm Hoàng Oanh rất lấy làm xúc động. Tại vì ngày xưa chính Hoàng Oanh là người đầu tiên thu thanh vào dĩa hát 45 dòng cho hãng dĩa Việt Nam năm 1964 vào thời Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên bây giờ hát lại trên sân khấu làm Hoàng Oanh rất làm xúc động. Dạ thưa anh, bài hát này thì
Vào thập niên 60, hãng dĩ Việt Nam đã lăng xê hai tiếng hát học trò, đó là Hoàng Oanh và Phương Dung. Thì bài hát này là một trong hai bài Nỗi buồn gác trọ và Về đâu mái tóc người thương. Phương Dung thì thâu dĩa Nỗi buồn gác trọ, Hoàng Oanh thì thâu Về đâu mái tóc người thương. Nhưng mà trên sân khấu Đại Nhạc Hội thì Phương Dung thường hay trình bày bài hát này. Bây giờ đã nhân về đâu mái tóc người thương, cho nên là Thúy Nga mới chiếu một số hình ảnh. Quý vị đã thấy là mái tóc của Hoàng Oanh với Phương Dung, mà nhất là cái hình cuối cùng hai người chụp chung với nhau, thì Hoàng Oanh tôi để ý là tóc ít thôi, nó ngắn ngắn, nhưng mà Phương Dung thì cái tóc nó bới cao lên như là cái building ở trên lầu. Thì không hiểu là muốn làm một cái mái tóc mà như vậy nó tốn bao nhiêu thời giờ? Dạ thưa anh, thật ra vào thập niên 60 thì cái mái tóc của người phụ nữ là luôn luôn đánh rối lên, làm cho cao. Mà Phương Dung đi hát thành ra cũng phải theo cái trào lưu của thời trang thời đó. Nhưng mà một cái mái tóc nếu mà muốn làm như vậy thì từ cái lúc gội đầu cho đến khi chải thành cái tóc phải làm gần một tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái đó không quan trọng, cái ngủ mới là quan trọng. Đúng rồi, cái đó thì phải ngủ ngồi. Dạ thưa quý vị, riêng Hoàng Oanh thì mái tóc của Hoàng Oanh không có cố định. Nghĩa là có khi Hoàng Oanh thích tóc ngắn, có khi thích để tóc dài. Nhưng mà Hoàng Oanh thích nhất là để tóc ngang vai. Và Hoàng Oanh thấy là thời trang mà ngày xưa Hoàng Oanh để thì tới bây giờ cũng không có khác gì mấy. Vâng thưa quý vị, để xin hỏi Phương Dung và Hoàng Oanh một lần một câu hỏi chót là: tôi đi show chung và nghệ sĩ đi show chung thường gặp Hoàng Oanh với Phương Dung, nhưng mà có phải đây là lần đầu tiên hai người đứng chung trên một sân khấu thu hình hay không? Dạ thưa anh, thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà Phương Dung và Hoàng Oanh cũng nhờ Paris By Night cho một cái cơ hội rất là quý báu. Xin cảm ơn ban giám đốc của trung tâm Paris By Night đã cho Phương Dung và Hoàng Oanh có một cơ hội rất là quý báu để hát chung với nhau, để cống hiến cho quý vị trong đêm hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn Hoàng Oanh với Phương Dung, và chắc chắn là quý vị khán thính giả cũng mong chờ sẽ được thưởng thức tiếp trong những lần kế tiếp. Và thưa quý vị, bây giờ nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một màn tân cổ giao duyên. Bài hát có tựa đề là Hai sắc hoa một nỗi niềm của Hoàng Song Việt. Mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của Hương Lan và bé Xuân Mai. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là một nữ ca sĩ có thể nói là kỳ cựu của làng tân nhạc Việt Nam, mà cá nhân chúng tôi phải nói là ái mộ giọng hát của chị đã rất lâu, mà hôm nay sau bao nhiêu năm mới được gặp ở đây. Thưa quý vị, xin quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón nữ ca sĩ Hà Thanh. Hà Thanh xin kính chào quý vị. Hôm nay Hà Thanh đứng trước đài nội của Huế làm cho Hà Thanh rất là nhớ Huế lắm và rất thưa quý vị, là chúng tôi đã xin phép chị Hà Thanh để mà thưa với quý vị là chị Hà Thanh năm nay đang bước vào tuổi 70. Sở dĩ mà chúng tôi phải nói như thế để lát nữa quý vị kinh ngạc đón nhận một tiếng hát không có cái gì thay đổi sau bao nhiêu chục năm mà chúng ta yêu mến tại quê nhà. Thì thưa chị, là với một cái ngần đấy năm mà chị đi trình diễn, chị đi hát, thì bây giờ chị còn nhớ lại được cái phút đầu tiên chị trở thành ca sĩ vào năm nào và cái hoàn cảnh như thế nào không thưa chị? Dạ kính thưa quý vị, năm 1952-53 Đài Phát thanh Huế tổ chức tuyển lựa ca sĩ, và Thanh đã đứng đầu. Lúc đó Thanh mới 14 tuổi và khai thêm một tuổi nữa là 15. Tức là chị phải tăng thêm một tuổi để cho đủ. Và thưa quý vị, là chị Hà Thanh cũng có một cái đặc biệt mà ở quê nhà chúng ta ít gặp chị, mặc dù chị hát rất nhiều. Là tại sao? Là tại vì chị chỉ thâu băng, thâu đĩa và hát đài phát thanh phải không chị? Dạ, chứ không, không có đi trình diễn, không có lên sân khấu. Thành thử ra chúng ta nghe tiếng mãi mà chúng ta không gặp. Thưa quý vị, là chị Hà Thanh thì phải nói rằng là tuy rằng là gần 70 nhưng mà quý vị cũng thấy là vẫn e ấp như cô gái 17 tuổi.
là bởi vì chị đã chẳng những ít nói mà ít ra sân khấu. Chị chỉ có tiếng hát để cống hiến quý vị khán thính giả thôi. Thôi thưa chị, như vậy thì như lời tôi vừa thưa quý vị thính giả thì xin phép chị là không bắt chị phải thưa chuyện với quý vị khán thính giả khắp nơi. Quý vị yêu mến tiếng hát của chị là được rồi. Và thưa quý vị, hôm nay lần đầu tiên mà đón chị đến sân khấu Paris By Night thì chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy trong chương trình Xuân hôm nay có tựa đề là Hoa Xuân. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Thanh.